Kính thưa toàn thể đại chúng, cũng có rất nhiều dòng họ, rất nhiều gia đình. Chúng ta đang gặp phải một cái vấn đề mà theo như ở thế gian, họ nói là chết trùng tang trùng phục đó. Đi xem các thầy nói rằng bị trùng tang, cho nên ở trong dòng họ, trong chi họ, ở trong cái cảnh cái bếp của các quý vị, mấy năm trời có người mất ở trong chi họ, dòng họ, cho nên không thể làm sang áo thay cát cho những người mất trước. Theo quan niệm của các cụ chúng ta ngày xưa truyền lại, và là trong chi họ, đặc biệt cùng cái nội tộc ấy, thì thường là phải có người mất cách nhau 3 năm thì mới là lễ sang cát được. Cho nên nếu mà trong vòng 3 năm mà cái trong chi họ, trong dòng họ nhà mình ấy, cùng về nội tộc mà 3 đến 5 đời, có nơi thì họ lấy chỉ 3 đời, nhưng đại đa số lấy là 5 đời. Mà có người mất ấy, thì thường là họ kiêng, họ không động đến cái việc cải táng, sang cát thay áo, thay nhà mới cho các cụ, theo như cái quan niệm phong tục ở phần lớn các tỉnh thành ở phía Bắc của chúng ta. Ở miền Nam ấy, thì một số các tỉnh thành trong phía Nam, sau khi có người mất thì họ chôn sâu và xây lại, tức là chỉ chôn một lần thôi, họ không có cải táng, không cải táng như ở miền Bắc chúng ta. Cho nên có người mất là họ chôn một cái là xây luôn. Còn miền Bắc chúng ta thì theo cái quan niệm từ hàng nghìn năm nay, 2000, 3000, 4000 năm nay, trong gia đình dòng họ có người mất thì phận làm con cháu sau 3-4 năm gì đó phải báo hiếu ông bà tổ tiên, cha mẹ, người thân quá vãng, đó chính là phải cải táng, cải cát, thay áo cho các cụ. Đấy là đại đa số các tỉnh thành phía Bắc chúng ta hàng mấy nghìn năm qua thường duy trì như vậy. Cho nên nhiều dòng họ, nhiều gia đình, nhiều cái nhánh, cái cành, cái bếp ở trong chi họ, có những trường hợp hàng chục năm, 15, 20 năm vẫn chưa sang cát được cho các cụ. Vậy làm con cháu rất là lo lắng, để sợ rằng cái ván lâu ngày nó mục, nó cái ván thiên hoặc cái ván nó mục thì nó làm hỏng hết xương các cụ, hết xương cốt của các cụ. Sợ rằng xương cốt mà nó hỏng thì hết con cháu lại không may mắn, vân vân. Chi họ, dòng họ lại không may mắn. Cho nên đấy là cái nỗi lo của ngày xưa. Nhưng bây giờ, với cái sự tiến hóa vượt bậc của xã hội, cái sự nhận thức cái chung của người Việt Nam chúng ta, kể cả Bắc, Trung và Nam ba miền, đặc biệt là các thành phố lớn, những nơi đô thị đông người, đất chật người đông, chúng ta không còn cái quỹ đất nhiều để hung táng như ngày xưa nữa. Xong rồi cải cát nó rất tốn kém đất đai của nhà nước, của nhân dân, mà nó lại ảnh hưởng đến vấn đề ô nhiễm môi trường. Vì con người chúng ta sống bây giờ đất chật người đông, cho nên nếu chúng ta cứ đem chôn ở xác chết ở nghĩa địa ở gần khu dân cư thì cái xác chết đó, cái thân thể
một hai năm, một thời gian sau nó mục rữa và nó ngấm vào trong lòng nước. Lòng nước lại xuống dưới giếng nước ngầm, thậm chí chảy ra các con sông. Chúng ta lại đem lọc, lại đem hút, đem đào giếng để ăn. Như vậy nó sẽ rất nhiều những hệ lụy bệnh tật ở trong đó. Cho nên đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta có cái chủ trương chính sách khuyến khích và hỗ trợ, động viên những người dân trong cả nước, đặc biệt là ở các nơi đô thị, thị xã, thị trấn, thị tứ, thành phố, những nơi đông người, đất chật người đông. Nếu có người mất thì văn minh nhất vẫn là làm lễ hỏa táng, sau đó chôn một lần. Hỏa táng lấy tro, lấy cốt để chôn một lần, vừa là sạch sẽ, vừa là sau 3-4 năm sau, con cháu, gia đình, dòng họ không phải lo lắng cái vấn đề sang cát, thay áo lần nữa. Vừa tốn kém lại vừa lo lắng ngay ngáy trong suốt cả mấy năm trời. Cho nên đây cũng là một cái vấn đề có thể nói là rất là kịp thời của Đảng, Nhà nước, cái chính phủ của chúng ta kịp thời động viên nhân dân. Tuy nhiên, chính sách của Đảng, Nhà nước đúng đắn như vậy, nhưng mà cũng có một số những người còn cố chấp thổ cựu và cho rằng chỉ có chôn xong rồi sang cát thì mới tốt, còn hỏa thiêu thành tro rồi thì không tốt. Rồi có người còn dẫn chứng và đi xem các thầy đồng, thầy bói, nói rằng thiêu thì nóng, cho nên nhìn những con ma mà thiêu, những người mà chết sau khi chết thiêu, những con ma nào cũng đen ngỏm hết đi. Con ma nào cũng đen ngỏm hết đi. Ấy thế thì nếu mà nói như vậy, những người bị chết mà thiêu thì con ma nó đen, vậy thì những người mà chết mà chôn đó mà, thì chúng ta nhìn con ma có khi nó còn đáng sợ hơn cơ. Đúng không? Cái khi mà khoảng vài tháng nó thối nó rữa ra mà, cái thịt chỗ thì nó long ra, chỗ thì nó phồng lên, chỗ thì máu me rồi be bét ở trên thân thể, nhìn cái con ma nó còn đáng sợ hơn là cái con ma nó đen, các quý vị. Có phải không? Nếu mà bảo đeo thiêu là con ma nó đen, thì còn đem chôn thì con ma nhìn nó thì nhìn xương thịt lòng mề phèo phổi, dạ dày dạ mỏng, ruột già ruột non đó, nó lồi ra lõm vào, nó máu mủ ruột ra nó thì từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong nó còn ghê hơn nữa. Nói đấy là nói vui với nhau như thế thôi, chứ thực tế các quý vị, con người chúng ta sau khi chết đi, theo như trong kinh Đức Phật dạy, theo trong luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ giảng, sau khi con người chúng ta mất đi, tức là hơi thở hít vào không thở được ra nữa, hoặc thở ra không hít vào được nữa, tức là tim đã ngừng đập, máu đã ngừng chảy, thân thể đã ngừng hoạt động, thì trong thân của chúng ta sinh ra một cái thức. Cái thức đó trong nhà Phật gọi là gì? Gọi là trung ấm thân. Cái thần thức đó ở sẵn trong mỗi chúng ta này, trong chúng ta ai cũng có. Nhưng khi còn sống ấy, thì nó bao quát tất cả ở trong gì? Khắp châu thân của chúng ta. Nhưng khi thân thể chúng ta chết đi thì cái thần thức đó không còn cái chỗ để gá nương nữa, thì nó sinh ra một cái thân gọi là trung ấm thân. Cái trung ấm thân này nó lớn bằng khoảng gì? Khoảng bằng đứa trẻ con 3-4 tháng tuổi. Ai mà làm bác sĩ hay đi siêu âm, hoặc ai đã làm mẹ đi siêu âm, thì xem đứa trẻ 4 tháng tuổi ở trong bào thai mẹ như thế nào, thì cái trung ấm thân của chúng ta sau khi mất đi thường như thế. Ở trong một dạng là gì? Quang minh.
Quang minh tức là gì? Là ánh sáng. Không dùng mắt thường để thấy được. Chỉ có thiên nhãn của chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng và chư Thiên Long bát bộ mới nhìn thấy được. Còn phàm phu thì không nhìn thấy. Bởi vì nó vô hình. Ở trong một dạng quang minh, có thiên nhãn mới thấy được. Còn nhục nhãn chúng ta không nhìn thấy. Nhưng cũng có một vài trường hợp, khá nhiều trường hợp mà có duyên với những người mất, họ thị hiện ra cho nhìn thấy. Cái trường hợp này có, nhưng mà thỉnh thoảng thôi, chứ không phải là tất tần tật đều hiện ra như thế. Thầy ở trong chùa năm nay là gần 30 năm, 29 năm rồi. Sang năm là kỷ niệm 30 năm xuất gia. Nghe rất nhiều những câu chuyện của các Phật tử khi trong gia đình có người mất. Ở Sơn Đông đây ngày trước cũng có 2-3 trường hợp. Ở bên xóm Bống sang kể với thầy là cả nhà cơ, chứ không phải một người nhé. Cả ông chồng cơ, bà vợ cơ, con trai cơ, con dâu cơ, các cháu cơ. 6-7 người sang, mắt mũi người nào cũng tái mét để sợ. Bảo rằng bà nội mất, tức là mẹ chồng của cái bà Phật tử ở chùa đây, ở bên xóm Bống. Từ khi bà cụ mất, bắt đầu chôn được đến đêm thứ ba, tức là chôn xong được 3 đêm sau, thì tự nhiên là cứ nghe thì cái tiếng động ở trong nhà, cứ tưởng là chó là mèo, nhưng không phải. Rồi cả nhà dậy xem, không thấy cái gì. Vào đóng cửa, tắt điện đi một cái, thì tự nhiên thấy một cái con đom đóm nó to. Lúc đầu thì bảo thấy nó từ ngoài cửa nó vào, nó đi qua cửa nó vào cơ. Mà rõ ràng cửa đóng, cửa lại cửa, dưới thì gỗ, trên thì kính. Thế các cụ ngày xưa thường hay làm cái cửa thì phần dưới là gỗ, phần trên là kính mà. Nhưng nó đi xuyên kính nó vào. Đom đóm gì mà đi xuyên kính nó vào. Mà nó lại to. Lúc đầu thì bảo thấy nó như cái ngón tay cái, rồi đến như ngón như quả trứng gà, rồi thấy như cái bóng đèn, và rồi thấy như cái gì, lớn như cái bát gì, cái bát con ăn cơm ấy. Mà vào là cứ vào bay quanh hết ở trên ban thờ, rồi lại bay quanh hết chung quanh nhà, mà đặc biệt là bay quanh cái giường của bà cụ hay ngủ ngày xưa. Vợ chồng nhìn thấy, gọi các con dậy, các cháu dậy, ai cũng nhìn thấy. Đấy là cái trường hợp mà cả nhà nhìn thấy. Không chỉ thấy một lần mà thấy đến mấy lần. Bắt đầu đi nhờ ông thầy cúng về để làm bùa, để yểm, để chấn. Nhưng mà cũng không được. Làm bùa chấn rồi yểm cũng không được. Cuối cùng sợ quá mới bắt đầu tìm đến chùa hỏi thầy. Thế mình biết là cái gì rồi, nhưng mà mình vẫn cứ giả vờ, nhưng mà nói là ông bà nói là làm gì có con đom đóm mà nó to như cái bát con. Thầy thì thầy biết là cái gì rồi, nhưng mà vẫn phải nạt người ta là chắc các vị thế nào, làm gì có cái chuyện con đom đóm to như bát con, làm gì có đom đóm đi xuyên cửa. Thế gia đình bảo đúng mà, như con đom đóm này, nó to như thế, nhưng mà đom đóm thì mà lại to thế, mà lại đêm nào cũng vào. Từ khi bà nhà con mất được 3 đêm đi, chôn được 3 đêm thì như thế, 4 ngày 3 đêm thấy như thế. Làm lễ nhờ thầy cúng về để làm bùa, để chấn yểm rồi cũng không được. Thế thầy bảo thôi, tới đây đến tuần thứ 3, tức là 21 ngày đó, chờ đến tuần 21 ngày đó thì làm cái lễ cúng phả độ gia tiên và cầu siêu cho cụ đi.
Và Thầy bảo là làm xong thì nếu mà đúng á, cái đó là cái hương linh của cụ á, vong linh của cụ á, vì người mất á, ở trong dạng trung ấm thân, người ta chưa làm gì nên cái tội nặng mà phải đọa vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cũng chưa làm việc gì cực thiện để đi vãng sinh về cõi Phật hay là sinh về cõi trời hoặc đầu thai cõi người ngay lập tức. Cho nên nó sinh ra cái trung ấm thân. Mà cái trung ấm thân nó cứ 7 ngày nó thay đổi một lần. Được 7 lần như thế, 7, 7, 49 là ngày đêm, thì bắt buộc theo định nghiệp nó phải đi thọ thai vào các cõi trong lục đạo luân hồi. Tùy theo tội hay phúc mà phải đi. Cho nên nhiều vong linh đến 7 tuần mà như trong kinh Địa Tạng nói không có ai cúng bái tế tự, thường là ở trong biển gì? Cái biển nghiệp đó, thần thức ở trong biển nghiệp, mang mang ở trong đó. Mà thường ở trong biển nghiệp là những trường hợp là tội nặng thì mới vào biển nghiệp. Còn bình thường ra là họ cũng chưa đủ nặng để vào biển nghiệp thì họ vẫn gì? Đi đi về về, lúc thì về nhà thăm con cái người thân, nhưng người thân có nhận ra được họ đâu vì âm dương cách biệt. Thăm rồi thì về nhà thì chẳng thấy ai quan tâm đến mình, thì buồn quá lại đi đến nhà bạn chơi. Đến nhà bạn chơi thì chẳng thấy ai chơi cùng thì lại đi về. Về chẳng thấy con cháu nó để ý tới mình thì lại đi ra nghĩa địa. Cứ thế thôi, loanh quanh luẩn quẩn như vậy các vị. Giống như chúng ta còn sống thì mà chẳng ai chơi với cùng mà. Cái kiểu nó như thế. Đang sống hạnh phúc với gia đình, tự nhiên người nhà bỏ rơi chúng ta, bạn bè bỏ rơi chúng ta, không ai nói chuyện, không ai chơi cùng, chúng ta rất là buồn. Cho nên cái trường hợp mà tội chưa đủ nặng để đọa vào ba đường ác, hay cũng không phải vào biển nghiệp, phúc cũng chưa đủ lớn để thoát hóa đầu thai luôn, thì trong luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ nói ở trong cái dạng trung ấm thân 7, 7, 49 ngày thường qua lại ở nhà cửa rồi mồ mả rồi thăm thân, thăm con, thăm cái, thăm họ hàng, thăm bạn bè. Nhưng thực tế là họ không tiếp xúc được với người thân của họ ở cõi dương, vì âm dương ở cách biệt, không biết nhau. Cho nên lúc đó rất là tủi, rất là buồn, và rất là đau khổ, rất là phiền não và rất là sợ hãi. Chính vì vậy trong kinh Địa Tạng mới khuyên là gia đình có người mất nên bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, đặc biệt là cung thỉnh chư tăng hoặc là quý Phật tử để thọ trì đọc tụng kinh điển của Phật để hồi hướng công đức cầu siêu cho vong linh, để vong linh đó sớm được đi thoát hóa đầu thai về cõi lành, để họ bớt khổ, họ mau thoát khổ vậy. Đó thì cái trường hợp cái cụ vong linh ở xóm Bống đó, sau khi đến đúng 21 ngày làm lễ xong một cái là mấy hôm sau con cháu sang lễ tạ còn to hơn cái lễ cúng tuần 21 kia. Vì sao? Không thấy cái gì nữa. Trước khi cúng thì bắt đầu sang đêm thứ 3 sau khi an táng cụ thì cho đến ngày thứ 21 ngày nào cụ cũng về. Cứ đêm đêm khoảng độ tầm 11, 12 giờ đêm tắt điện mà cái là về về các cụ ở cho đến 4 giờ sáng, 5 giờ sáng. Đến cái giờ mà chuẩn bị tờ mờ sáng thì các cụ mới đi. Con cháu trong nhà sợ hết vía ra. Đấy chúng ta thấy. Đấy là câu chuyện ở chùa Khai Nguyên mà khi thầy mới về chùa Khai Nguyên đây chủ trì được 1-2 năm có câu chuyện đó. Còn câu chuyện cũng 1-2 năm trước ở chùa Tản Viên, kể một lần rồi nay đông người kể lại, chúng ta thấy thế nào là trung ấm thân. Cách đây 2-3 năm thì hôm đó thì cũng lâu lâu thầy mới lên chùa Tản Viên vì công việc Phật sự. Hôm đấy lên đó thì ông Hai Nhị gọi là trưởng đạo tràng Phật tử của chùa Tản Viên, trưởng ban hộ tự của chùa, với sư cô Hương Nghiêm với lại mấy Phật tử trên đó hớt hải lên bạch với thầy, và thầy có thời gian cho chúng con bạch thầy có cái việc này. Thầy bảo ừ có gì thì cứ nói.
Ông nhị ông bảo là bạch thầy, có cái việc này mà đến mấy tuần nay rồi, các Phật tử sợ quá, họ về gần hết rồi. Các Phật tử lên tu ở đấy mà sợ quá, về gần hết, còn có mấy cụ ở đấy thôi. Thế thì hỏi làm sao mà các cụ sợ, các cụ về gần hết, có ai đến đây chửi mắng hay là công an xã lên không cho các cụ tu hay như thế nào mà không bảo với thầy? Và không thầy ạ, không phải chính quyền, không phải công an, các bác tốt lắm, không có ai hỏi gì đâu. Thế thì hỏi thế làm sao mà các cụ sợ về gần hết? Ông bảo là mấy tuần nay cứ khoảng độ 9-10 giờ đêm tự nhiên có một cái luồng ánh sáng nó to khoảng bằng cái bát con ấy, đầu tiên là bằng cái chén, xong dần dần bằng cái bóng đèn, xong rồi bằng cái bát con, đi vào ở dưới cái tầng hầm của cái nhà khách để tiếp khách ở dưới chùa ấy, cái tầng hầm mà các vãi các Phật tử hay ở ấy, vào đấy là cứ bay vòng quanh ở chỗ đó mà ai cũng nhìn thấy luôn, chứ không phải người này nhìn thấy người kia không nhìn thấy đâu. Thế nghe ông ấy nói thì bảo là con đom đóm à, hay là con đom đóm, các cụ hoa mắt, các cụ bảo nhìn thấy nó thế chứ. Bảo không, không phải con đom đóm đâu. Có Phật tử còn lấy điện thoại quay cả clip để đưa cho chúng con xem. Mà cái clip đó thì chúng con đã được xem rồi. Nó cái luồng ánh sáng, một cái luồng ánh sáng là đúng là to khoảng bằng cái bát con, gần bằng bát con, cứ bay quanh quanh trong đó, các cụ sợ quá. Để thầy xem, mình nghe nói như thế mình biết cái gì rồi. Thế bắt đầu thầy đi xuống ở trên nhà khách, thầy đi xuống đây, thầy đứng ở đấy, thầy quở. Thầy quở làm sao? Quở là các Phật tử cùng nhau đến đây tu hành cầu đạo giải thoát, nhất tâm niệm Phật để cầu vãng sinh Tây Phương. Còn sống thì thầy dạy phải ở với nhau theo pháp lục hòa kính, yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau. Người khỏe thì giúp đỡ người ốm, người bệnh thì nương vào người lành để hỗ trợ lẫn nhau. Ai cũng có lúc ốm đau bệnh tật, đều cái cảnh già với nhau rồi, cho nên phải yêu thương nhau. Còn quái âm các cụ vong linh đã mất rồi á, đến tu thì không được hiện ra cái thân tướng, thân hình để cho các Phật tử còn sống, các cụ nhìn thấy các cụ sợ. Bên nào ở yên bên đó để tu, cấm không được làm những cái chuyện thần kỳ quỷ quái ở trong chùa. Thầy kêu hộ pháp thì tống cổ ra xuống núi, không cho ở trong chùa đâu. Thế rồi thầy hỏi mấy Phật tử ở dưới đó, còn đâu 3-4 người ạ, có lúc về 20 người, hơn 20 người, nhưng mà cái sợ quá về gần hết, còn có 3-4 cụ thôi. 3-4 cụ cho phát nguyện ở đó chắc cũng gan lì, nhưng mà mới dám ở đấy. Nhưng mà cụ nào thấy cũng kêu là mất ngủ, vì chỉ sợ là gì, mở mắt ra nhìn thấy cho nên là sợ. Thế nên thầy mới hỏi các cụ, thế gần đây các đồng tu hay lên đây ngủ mà vài tháng nay, trong vòng 3 tháng 100 ngày trở lại đây, có ai mất không? Thầy mấy cụ ấy nhớ một chút rồi bảo có một cụ lần trước cụ lên đây ở mấy ngày, và cụ nói là cụ có việc gia đình, cụ đi về. Cụ hẹn với chúng con là cụ về xong rồi cụ sẽ lên nhà cụ dưới Hà Nội ấy. Nhưng mà cụ về được khoảng mấy tuần thì nghe bảo là cụ ốm, xong cụ không lên được. Thế rồi mới đây mấy tuần thì nghe tin là cụ vừa mới mất được khoảng mấy tuần nay. Thế mình đoán ngay là cái gì? Cái bà cụ ấy rồi. Thế thầy hỏi bà cụ ấy tên là gì? Thế đọc tên lên, thế thầy mới quở cho luôn. Bảo là từ tối hôm nay trở đi mà còn hiện ra cái tướng thần kỳ quỷ quái như thế, khiến cho các Phật tử sợ sệt đó, thì ngay lập tức sẽ kêu hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ, các cụ sẽ tóm lại và gì? Tống cổ về chùa, vĩnh viễn không bao giờ cho lên chùa nữa.
Còn nếu mà có duyên với Phật Pháp, có duyên với Tam Bảo, có duyên với Thầy, có duyên với các Phật tử, có duyên với Pháp Môn, có duyên với Chùa, lên đây á, thì cứ lặng lặng mà tu. Các vị á, không được xuống đây để ở chung với Phật tử, mà ở trên nhà Pháp Hội á, ở nơi đó có ban địa tạng, lên đó để ở chỗ nhà Pháp Hội. Đó. Lên nhà Pháp Hội, ở chỗ ban địa tạng, cái nơi gì gọi là ban vong ấy, ở chỗ cụ dưới bên cạnh cụ địa tạng, dưới chân cụ địa tạng á, ban vong ấy. Còn đến khóa tu á, giờ tu thì xuống tu với các sư, tu với các Phật tử, phân ra ở đúng nơi đúng chỗ mà Thầy phân. Còn dưới này là dưới các cụ ở cõi dương, tức là những Phật tử còn gì, còn sống, các cụ ở, chứ không được ở lung tung âm dương ở với nhau. Thì ở chung với nhau như thế các cụ lại ốm hết à, âm khí mà lát át dương khí thì các cụ ốm hết với nhau, nên chia ra. Hai ba hôm sau ông Nhị gọi điện cho Thầy: ôi Thầy ơi, sao mà Thầy gì, các Phật tử hoan hỉ quá, từ hôm Thầy lên Thầy nói như thế, từ tối hôm đó các đến hai ba hôm nay các cụ không nhìn thấy cái gì nữa. Đấy, chúng ta bảo chết là hết. Một số những người thế gian họ bảo chết là hết, đâu hết đâu các Phật tử. Đức Phật bảo á, chết nó chỉ chết cái tấm thân ngũ uẩn này thôi, còn cái thần thức của chúng ta nó đâu có chết, nó tiếp tục tái sinh, tiếp tục đầu thai, tiếp tục chuyển hóa theo cái nghiệp của mình làm ở đời này, mà thọ thân ở kiếp sau. Cho nên chính vì vậy Đức Phật mới dạy chúng ta gì? Sống ở trên đời phải luôn luôn nghĩ về nhân quả, biết sợ nhân quả để mà bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Làm được như thế thì ngay đời này, kiếp này, chúng ta đã được một cuộc sống an vui và hạnh phúc hơn người rồi. Đời sau và kiếp kế, chúng ta chắc chắn sẽ không bị đọa vào ba đường ác đạo. Sinh ra chỗ nào cũng được thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, trường thọ, vinh hoa phú quý. Nếu gieo duyên với Phật Pháp, thường được gặp Tam Bảo và tu tập dần dần đầy đủ công đức, còn được sinh về các cõi thiên giới, thiện giới hoặc cõi tịnh độ của mười phương chư Phật nữa. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy, đặc biệt là bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, dạy rất rõ ở thế gian này các thiện nam tín nữ, tín đồ Phật tử chúng ta, kể cả tăng ni xuất gia, có những người thân mới mất, vừa mới mất trong vòng 49 ngày hoặc 100 ngày. Nhưng 49 ngày trở lại là gì? Cái lúc định nghiệp là cái lúc tốt nhất, gọi là cơ hội vàng, cái thời gian vàng để cho chúng ta gì? Chúng ta tụng kinh, niệm Phật, sám hối và hồi hướng công đức cho người mới mất kia, để người mới mất kia họ được nương nhờ vào quang minh công đức thù thắng của Tam Bảo, của chư Phật Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần gia trì soi rọi, dẫn lối chỉ đường, khiến cho thần thức của họ được siêu thăng, được đi lên, ít cũng được đầu thai làm người có phúc ở đời sau, hoặc lên các cõi gì, trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu mà các Phật tử tu hành thọ chỉ tam quy ngũ giới và một lòng niệm Phật cầu sinh tịnh độ, một mình chúng ta nếu bảo tự chiến đấu để vãng sinh Tây Phương chưa được, thì đến lúc đó nhờ công đức trợ niệm, nhờ công đức của người thân bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho, thì họ liền được đới nghiệp vãng sinh.
Cho nên trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy là có người mới mất nên nhất tâm để thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, hồi hướng cho những vong linh người mới khuất kia là thù thắng nhất. Chính vì vậy cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn tại thế, Ngài nói rằng người dưới quái âm họ thích nghe nhất chính là kinh Địa Tạng. Trong tất cả các bộ kinh, quái âm thích nghe nhất chính là kinh Địa Tạng. Từ quỷ thần Diêm Vương thập điện cho đến gì La Sát hung thần quỷ dữ, nhẫn đến gì những vong linh đều thích nghe kinh Địa Tạng. Vì thiết thực, rất thiết thực với họ. Đại Bồ Tát Địa Tạng luôn dùng các phương tiện thiện xảo để cứu độ họ. Cho nên trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng giải quyết được cái vấn đề đó, về vấn đề tâm linh cho chúng ta. Không chỉ dừng lại ở vấn đề đối với những người thân chúng ta đã mất, mà kinh Địa Tạng còn giải quyết được cho cả người gì? Người sống của chúng ta. Tức là không chỉ dành cho quái âm mà cả quái dương cũng được an lạc, thảnh thơi và hạnh phúc. Nếu chúng ta nhất tâm thọ trì đọc tụng và y giáo làm theo lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Địa Tạng, chưa trọn vẹn được thì cũng được 10%, 20, 30% trở lên. Càng làm được nhiều theo những lời Phật dạy ở trong kinh thì cuộc sống của chúng ta càng được bình an và càng được hạnh phúc, càng được đầy đủ, càng được tốt đẹp. Bảy năm nay, kể từ năm 2015 đến nay, Thầy chuyên sâu về giảng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, khuyến khích các Phật tử chúng ta cùng thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Phải in đến tái bản đi tái bản lại, phải đến hàng triệu bản kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng rồi. Nhưng tái bản ra bao nhiêu hết bấy nhiêu, không bán một quyển nào, cũng không phải đem đến chùa nào để biếu để tặng, không phải đem đến hội nghị hội thảo nào để biếu để tặng để ban để phát, tự các Phật tử tới chùa để xin thỉnh, không bán, không kinh doanh, không vụ lợi. Nhưng mà hàng triệu bản kinh trong vòng 7 năm trời, đây thực sự là một bộ kinh có thể nói là được nhiều người yêu thích thọ trì đọc tụng nhất của Phật giáo Việt Nam chúng ta hiện nay. Trong vòng 7 năm mà hàng triệu bản kinh được các Phật tử tự tay đến tận chùa để thỉnh, để đọc tụng, thọ trì. Có thể nói là vô tiền khoáng hậu trong của Phật giáo Việt Nam chúng ta 2.000 năm lịch sử. Vì Thầy cũng công tác trong giáo hội, cũng gần gũi các bậc tôn túc nhiều, đều nghe các cụ nói rằng chưa có một cái bản kinh nào ở Việt Nam chúng ta mà trong vòng chỉ có vài năm như vậy mà hàng triệu bản kinh đã được các Phật tử thỉnh hết. Không có. Ngoài bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà Thầy hội tập và giảng và các Phật tử hoan hỷ tín thọ phụng hành và họ thỉnh về họ đọc tụng. Mà trong quá trình các Phật tử họ thỉnh về họ thọ trì đọc tụng, họ được lợi ích ngay tại cuộc sống này, ngay tại đời thường này, chứ không phải là phải chờ đến sau này chết mới được sinh thiên như trong kinh nói. Ở trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói, người nào nhất tâm thọ trì đọc tụng được một bộ kinh Địa Tạng
Sau khi xả bỏ báo thân này được sinh lên cõi trời đau lợi bao nhiêu lần? Một trăm lần. Đấy là lời Phật dạy nhé, không phải lời thầy nhé, lời Phật dạy. Vậy tất cả các quý vị ở đây, nếu ai đã từng tụng được một bộ kinh Địa Tạng trọn vẹn nhất tâm, xin chúc mừng các quý vị. Vì tất cả các quý vị ở kiếp sau ít nhất được 100 lần làm chư thiên tử thiên nữ ở trên cõi trời đau lợi. Mà thọ mạng của cõi trời đó là thọ 1.000 năm tuổi, một ngày một đêm bằng 100 năm ở thế gian của chúng ta này. Các vị nghĩ đi, thọ mạng như vậy dài gấp bao nhiêu lần thọ mạng của chúng ta ở cõi này. Chúng ta cõi này thì cứ cho là thọ 100 tuổi, nhưng có mấy người thọ được 100 tuổi đâu, đúng không? Ít lắm, thường là 70-80 đã gì, đã về làm bạn với đất rồi. Chứ thôi thầy cứ cho 100 tuổi đi. Nhưng cho dù thọ đến 100 tuổi cũng mới chỉ có bằng ngày, một ngày và một đêm ở trên cõi trời đau lợi. Mà tương lai nếu chúng ta không muốn vãng sinh Tây Phương, không niệm Phật để cầu phát nguyện cầu sinh Tây Phương, thì ít nhất nếu tụng được một bộ trọn vẹn nhất tâm thì 100 lần cứ sinh qua tái lại ở cõi trời đau lợi, hết tuổi thọ 1.000 năm thì lại như gì, đèn hết, lại gì, thay bấc thay dầu và tự nhiên lại hóa sinh ra. 100 lần như thế, nếu tụng được 2 bộ trọn vẹn thì được 200 lần, tụng được 10 bộ trọn vẹn thì được 1.000 lần. Có Phật tử nói rằng, bạch thầy, mỗi ngày con tụng hết một bộ, vậy một năm 365 ngày, cứ trừ cho mấy ngày lễ ngày Tết đi, ít nhất cũng phải tụng được 350 ngày. Vậy 350 ngày đó, một năm nhân lên, mỗi một ngày là một bộ là 100 lần. Vậy 350 bộ nhân với gì? Nhân với 100 chúng ta sẽ biết là bao nhiêu lần sinh lên rồi hết tuổi thọ rồi lại sinh tái sinh ở cõi trời đau lợi. Đấy là nếu người đó thì không cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, không cầu sinh về các cõi trời cao hơn như cõi trời Đâu Xuất hay là cõi trời Hóa Lạc hay là cõi trời Sắc Giới hay là cõi trời Vô Sắc Giới. Người đó chỉ muốn ở cõi trời đau lợi thôi. Vì cõi trời đau lợi thì có Phật Pháp lưu hành. Vì vua cõi trời đó chính là đệ tử tục gia của Đức Phật. Đó chính là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Mà Việt Nam chúng ta dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó các quý vị. Đó. Cho nên cõi trời ấy có một cái nhà giảng đường rất là lớn, bao nhiêu người vào đó cũng không chật. Cái giảng đường của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca có tên là Diệu Pháp Đường. Và bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng sau năm thành Phật, sau khi thành Phật năm thứ 12, Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca thỉnh Đức Phật về thuyết pháp ở tại Diệu Pháp Đường, ở tại cung trời Đao Lợi. Đức Phật vân tập gì? Vô số chư thiên long, bát bộ quỷ thần, chư vị Bồ Tát, chư vị chư thần, chư thiện thần về đó để thính pháp, nghe kinh, tham dự pháp hội Phật thuyết kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và cái pháp hội của cái giảng đường của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca đó, ngày xưa thầy đọc ở trong kinh gọi là có tên là Diệu Pháp Đường, chứa người bao nhiêu người đến đó cũng không gì, cũng không có chật. Cho nên vừa qua thầy mới bạch Phật bạch Tổ với lại xin với Thiên Đế Thích Kiều Thế Ca là thôi,
Ông hoan hỉ cho tôi mượn cái tên diệu pháp đường của ông, tôi đem tôi xây ở chùa Khai Nguyên cái. Thế là được cụ Thiên Đế thích, cụ ấy hoan hỉ, cụ bảo ôi thì nhà chùa mà làm cái điều đó là tốt quá, thì thầy cứ làm đi, tôi ủng hộ cho. Đấy, quả thật là đúng là được Thiên Đế thích ủng hộ một cái nó khác ngay, làm cái gì nó cũng xuôi chèo mát mái, cứ băng băng đi. Mong rằng được sự gia trì của Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiện Thần, đặc biệt là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng và Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, các ngài gia trì cho. Đây nhìn các Phật tử chúng ta ngồi này, cái chỗ nào ở trong hội trường ai đi sớm có chỗ mà ngồi, đi sau thì xin thưa các vị đến cái gốc cây còn có cả chẳng có mà ngồi nữa. Đấy, khổ thế đấy. Cho nên xin nguyện với Tam Bảo Phật Tổ chứng minh, và đặc biệt là xin với Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, ngài hoan hỷ gia trì cho. Trong suốt 7 năm vừa qua, tôi chuyên giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, tán thán công đức của Bồ Tát Địa Tạng, tán thán công đức hộ pháp của ngài rất là nhiều, và dẫn dắt được rất rất nhiều chứ, rất nhiều chúng sinh, rất nhiều tín đồ Phật tử và rất nhiều thiện nam tín nữ tin và thọ trì đọc tụng nương vào bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và ít nhất người nào mà không đủ phúc, chưa đủ phúc để vãng sinh Tây Phương, thì ngay sau khi họ xả bỏ báo thân, họ được sinh lên cõi trời của ngài. Đương nhiên chúng chư thiên của ngài, quyến thuộc của ngài lại gì, ngày một đông, ngày một đông thêm. Cho nên ngài phải hộ trì cho tôi, ngài phải cảm ơn tôi nữa chứ. Ngài phải cảm ơn tôi nữa chứ không phải là bình thường đâu. Vì tôi là gì, là người khuyến khích, là người động viên các tín đồ Phật tử và thiện nam tín nữ thọ trì đọc tụng bộ kinh này. Mà Đức Phật nói là chỉ cần thọ trì đọc tụng được một bộ trọn vẹn, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, nhất tâm thôi, thì người đó ít nhất cũng được 100 lần sinh lên cõi trời của ngài. Đấy, đấy là lời Phật dạy. Cho nên tôi đang làm cho cõi trời của ngài ngày một đông lên, ngày một thịnh vượng lên. Cho nên ngài cũng phải hộ trì cho tôi chứ. Đấy. Các bác lãnh đạo ở thế gian này, ngày xưa thì gọi là thiên tử đúng không? Là thiên tử, vua thì là thiên tử, vậy người lãnh đạo chủ chốt thì là người gì? Cũng ví như là thiên tử. Mà thiên tử tức là con gì? Con trời, tức là con của, trong kinh Pháp Hoa nói là thế gian chúng ta đều nhận sự bảo hộ và đều làm con của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, đều nhận sự bảo hộ của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Như trong kinh Pháp Hoa, các cõi trời lần lượt đến đỉnh lễ Đức Phật khi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa. Bạch với Đức Phật rằng chúng con đem dâng cung điện, tòa tháp và bảy báu này dâng lên Đức Thế Tôn, mong Đức Thế Tôn thì từ bi hoan hỷ, niệm tình và nhận cho. Vì chúng chư thiên của chúng con lâu nay không có Phật xuất thế, cho nên chúng chư thiên ngày một giảm dần cõi trời, không có Phật xuất thế, cho nên chúng chư thiên cũng ngày một giảm gì? Giảm dần. Vì sao? Vì chúng chư thiên không biết cái Phật Pháp, cho nên chỉ biết hưởng phúc, chỉ biết hưởng phúc thôi, thì ăn hết phúc tự nhiên là đọa dần xuống nhân gian, từ nhân gian xuống súc sinh, từ súc sinh xuống ngạ quỷ, ngạ quỷ vào trong địa ngục. Đó. Cho nên ai đọc tụng kinh Pháp Hoa mới thấy là chúng chư thiên còn thỉnh với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta là xin ngài thì nhận cái tấm chân thành của chúng con. Chúng con đem dâng cung điện, đem dâng áo báu, lọng báu, bảy báu lên Đức Thế Tôn,
mong Đức Thế Tôn nhận sự cúng dường của chúng con, rồi ban những lời pháp nhũ cho chúng chư thiên chúng con, để chúng con làm tư lương, làm hành trang, làm con đường tu tập đoạn ác, tu thiện, để sau khi hưởng hết cái thọ mạng chư thiên lại được tái sinh trở lại vào hàng chư thiên, không bị đọa xuống ba đường ác đạo, khiến cho chúng chư thiên ở các cõi chúng con ngày một đông vui, khiến cho cõi ác đạo ngày một giảm dần. Đấy, chúng ta thấy chúng chư thiên cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc còn lần lượt đi đến tại Linh Thiếu Sơn để cúng dường Đức Phật, và thỉnh như Đức Phật chuyển bánh xe pháp độ cho chúng chư thiên mà. Cho nên nay mượn cụ Thiên Đế Thích một cái tên là Diệu Pháp Đường của cụ, để cũng nhờ cụ cũng gia trì cho, và các Phật tử về đó tu tập thì đều được cảm thấy an lạc, cảm thấy trang nghiêm thanh tịnh, an lạc, cầu bình an được bình an, cầu mạnh khỏe được mạnh khỏe, cầu công danh được công danh, cầu trí tuệ được trí tuệ, cầu sự nghiệp được sự nghiệp, cầu duyên được duyên, cầu tự được tự, cầu cái gì phù hợp với nhân quả thì đều thành tựu, để cho từ đó họ phát tâm tín kính Tam Bảo, rồi gần gũi Tam Bảo, nghiên cứu Tam Bảo, quy y Tam Bảo và tu tập theo chính pháp của Đức Phật. Cái Diệu Pháp Đường này mà xây xong thì chắc nó là một cái điều kỳ diệu của Phật giáo, không chỉ của Việt Nam mà nó trên toàn thế giới. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng hướng tâm, cầu nguyện, mỗi người hướng tâm một chút. Có tịnh vật tịnh tài thì phát tâm tịnh vật tịnh tài. Hôm qua vừa giảng nói mà cái tối lại sư cô thủ quỹ đi mở hòm công đức, bảo là được, cũng được khá nhiều nhẫn vàng, lắc vàng ở trong đó, nhiều Bồ Tát thế. Đấy, không nói thôi, nói chúng con biết chúng con cũng sẵn sàng phát tâm ngay, đúng không? Đấy, tại thầy không nói thôi chứ, thầy cứ im thì không nói thôi, chứ thầy nói thì chúng con cũng gì, chúng con cũng có tiếc gì đâu. Hôm qua thầy giảng, thầy nói là ở Việt Nam chúng ta mấy chục năm trước, ở miền Bắc có hai vị cố Giác Linh trưởng lão hòa thượng, đó là hòa thượng Tố Liên và hòa thượng Chí Hải. Hai vị đại lão hòa thượng đó, một vị đại lão hòa thượng thì có tài thuyết pháp, ngài lên thuyết pháp hàng nghìn người nghe, hàng vài nghìn người nghe, ai cũng gì trang nghiêm, ai cũng thanh tịnh và ai cũng lắng lòng, im phăng phắc. Đấy là hòa thượng ở Tố Liên ở chùa Quán Sứ. Cụ là cái một trong những người trùng tu và xây dựng chùa Quán Sứ, là văn phòng một, là trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ. Cụ rất là giỏi. Cụ là anh em đồng môn, là sư đệ của cụ tổ Thích Thanh Chân chùa Hương. Cụ Thanh Chân thì là sư phụ của cụ tổ Viên Thành. Cụ tổ Viên Thành thì là thầy Thế Pháp, đồng thời cũng là gì, là ông của thầy. Đó, vừa là ông vừa là thầy. Thế Pháp thì là thầy, còn đi vào đạo thì ngày xưa thầy xin đi tu cũng vào chùa Hương xin tu, và cụ chính là người nhận tu sau này mới cho ra chùa Vạn Niên. Cho nên trong đạo thì có thể nói là vừa là ông vừa là thầy. Đấy, cụ Tố Liên, cụ giỏi về thuyết pháp. Còn ở Hải Phòng thì có một vị hòa thượng rất là giỏi về cái đức độ của ngài ấy. Ngài muốn xây chùa trùng tu ở nơi đâu thì ngài chỉ cần khởi tâm mà ngài bảo làm thôi. Các Phật tử thập phương xa gần, giàu nghèo, mỗi người
Cứ thế là đem đến cúng giảng để cụ xây thôi. Cụ lên thuyết pháp như thế này, cụ muốn xây dựng ở đâu, chỉ còn cụ thuyết pháp xong một cái là vàng đang đeo ở trên tay, tháo ra cúng luôn. Nhẫn đang đeo ở trên tay, thậm chí là nhẫn cưới luôn, cũng tháo ra cúng luôn. Vòng đang đeo ở trên cổ, dây chuyền đeo trên cổ cũng tháo ra gì? Cúng luôn, không có tiếc. Tiền có ở trong túi cũng cúng luôn. Đấy, cho nên các cụ ngày xưa mới có cái câu gì? Thuyết pháp tố liên, làm triền trí hải. Tức là nói về thuyết pháp thì Hòa Thượng Tố Liên là số 1. Còn xây chùa xây chiền tạo phúc, làm chùa tô tượng đúc chuông, xây chùa xây chiền thì cụ Chí Hải là số 1. Cho nên mới nói là có câu ca dao tục ngữ của các cụ các sư lúc bấy giờ là gì? Thuyết pháp tố liên, làm triền Chí Hải là như thế. Hôm qua thầy nói đến cái đoạn đó mà thầy nói là chúng ta ở đây thì chưa thấy mấy, chắc là mình thì còn kém quá, cho nên thuyết pháp thì nhiều người ngủ gật, hô hào thì công đức thì nói hoài nói mãi thì lấy ra cả một bọc đếm, tờ nào nó bé nhất thì lấy để bỏ vào hòm công đức, còn cái to to lại cất vào túi em mang về. Có không? Có, giơ tay. Anh có giơ tay xem nào. Bảo giơ tay lên xấu hổ chắc chả dám giơ đâu. Không nói thế thôi, nhưng cũng phải cảm ơn các Phật tử cũng đã ủng hộ thầy trong suốt những năm qua, hô hào kêu gọi. Thầy có làm gì ra tiền đâu, cũng chẳng chơi với các đại gia, cũng chẳng chơi với các nhà chính trị tài ba lỗi lạc. Có chơi, có gần gũi, nhưng không thân mật, cũng không khuyến hóa, cũng không kêu gọi họ đóng góp một cái gì, đều tùy duyên hết. Thậm chí có những doanh nghiệp, mấy năm trước đấy, cho bác chủ tịch tập đoàn Vincom, bác Vượng, bác lên chùa Tản Viên, bác Lễ và bác ngày đó thì cái pho tượng Đại Thông Chí Thắng đang làm dở. Thì năm 2012 nó khó khăn, thế là dở là 2-3 năm dừng lại không làm. Thế bác lên đó thì bác nhìn thấy cái pho tượng làm dở, bác bảo với ông Nhị với mấy Phật tử là về nói với thầy làm một cái đơn, với làm cái hồ sơ, bản vẽ hồ sơ và làm cái đơn gửi lên tập đoàn, còn thiếu bao nhiêu tập đoàn cúng cho hết. Thầy bảo không, thầy chỉ kêu gọi ở trong chùa, trong đạo tràng thôi, đi khất sĩ chứ không đi ăn xin, khất sĩ chứ nhất định không ăn xin, khất sĩ khác nhé, ăn xin khác nhé các vị nhé, ngửa tay ăn xin khác, còn khất sĩ khác. Bây giờ thầy ở trên tòa giảng, thầy kêu gọi, thầy phát nguyện làm cái việc đó, làm chùa tô tượng đúc chuông, xây dựng đại tượng, xây dựng giảng đường, xây dựng tam bảo vân vân ABC. Ai phát tâm thì phát tâm, tùy, đó gọi là khất sĩ. Còn nếu thầy đi đến từng nhà để đi làm đơn để đi xin họ thì đó là đi ăn xin, nhất định không ăn xin. Từ xưa đến nay, nhiều đời nhiều kiếp nay thầy không đi ăn xin, cho nên bây giờ nhất định cũng không ăn xin. Khất sĩ đúng như gì trong luật Đức Phật nói các tỳ khiêu đi khất sĩ chứ không đi xin ăn. Nay làm Phật sự cũng thế, khất sĩ chứ nhất định không xin. Rồi năm 2014 hay 15 gì đó, tập đoàn Nam Cường, chúng ta biết mà, ai mà ở Hà Tây cũ về Hà Nội đều biết tập đoàn Nam Cường rất là mạnh. Ngày xưa bác chủ tịch tập đoàn, bác còn sống, thông qua bác bí thư quận Hà Đông bảo là lên cúng cái pho tượng nghìn tay nghìn mắt ở trên điện Chuẩn Đề đó.
Cái ngày từ năm đó mà năm, từ năm 2011, 12, 13 đó, từ cái năm đó mà 1 tỷ rưỡi từ cái năm đó nó phải bằng 4, 5 tỷ bây giờ. Cái tiền là giá trị. Nhưng chỉ có mỗi một cái là bảo là thầy phải làm một cái đơn gửi về công ty. Xong rồi công ty sẽ nhờ một vị hòa thượng ở dưới Nam Định đứng lên để làm cho và bàn giao tượng lên đó cho chùa. Không, thầy nhất định không lấy. Thứ nhất là không làm đơn xin. Cái thứ hai, đó là tượng làm thờ ở chùa của thầy. Thì thầy phải là cái người thiết kế, thầy phải cái người làm việc với thợ. Còn nếu công ty, tập đoàn mà lăn tăn về cái chuyện tiền bạc á, thì tiền bạc tự làm việc với gì? Với các nghệ nhân. Thầy chỉ làm việc về mặt thẩm mỹ, về kiến trúc và về pho tượng mà thôi. Nhưng họ bảo là không, tiền thì họ sẵn sàng cúng hết, bao nhiêu cũng cúng. Nhưng phải để cho một vị hòa thượng ở dưới Nam Định á, đứng lên để đặt tượng và mang lên đó. À, sau đó xong tượng thì bàn giao cho chùa. Thầy bảo không, thôi thế tôi không nhận. Cách đây mấy tháng, có một tập đoàn cũng rất nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta, cũng thuộc trong một trong những 10 tập đoàn giàu nhất Việt Nam, đến xin cúng dường cái điện Tam Thế ở trên chùa Tản Viên. Lúc đầu ông bà gia đình đến thì xin với thầy là muốn làm thật nhanh, làm luôn, làm nhanh nhất có thể, hết bao nhiêu cũng được, tiền không phải lo. Thế bảo thầy lên dự trù, thầy bảo lên dự trù nó khoảng 80 tỷ đến khoảng 100 cho đến trên dưới 100 tỷ chút xíu. À, tùy theo làm đẹp, làm vừa vừa. Ông chủ tịch tập đoàn đang bảo là làm thật đẹp, làm để lại cho đời. Thầy bảo để lại cho đời thì nó khoảng độ 100 cho đến 120 tỷ. Thì là làm đẹp đấy. Gọi tất cả các đội thợ lên làm xong xuôi hết rồi. Thế đến khi... Nhưng mà thầy bảo là làm ấy thì phải theo ý của thầy. Còn tất cả giá cả mọi cái hoặc thợ thuyền các vị gọi được thì cứ gọi. Thầy không động chạm gì đến kinh tế, đến tiền bạc. Nhưng làm phải đạt được cái mục đích của thầy. Đó là tầng 1 là phải làm cái hội trường để chứa được khoảng 3.000 người. Mỗi khi có pháp hội, có khóa chuyên tu ở trên đó. Còn tầng 2 thì cũng phải chứa được khoảng 1.000 người cho Phật tử họ lễ, hành hương họ lễ. Ngày Tết trên đó cũng đông. Thì lúc đầu thì ông đồng ý, bảo thôi mọi cái đấy thì cứ giao thầy cứ lên kế hoạch làm thôi. Chuẩn bị hết rồi, lên 2-3 lần xem đất xem cát rồi. Thậm chí là còn bảo là thầy làm càng nhanh càng tốt. Thầy chạy xuống tận Hải Phòng làm việc với gỗ, đưa cả cái chú giám đốc xây dựng của bên tập đoàn của họ đi xuống Hải Phòng xem gỗ, để mua gỗ, để đặt gỗ, làm giá xong hết rồi. Thế về thầy, trên đường về thầy gọi điện cho ông bảo hôm nay thầy với chú giám đốc đi xem gỗ hết. Thế cụ muốn làm nhanh thì chuẩn bị khoảng độ tầm 60 tỷ để chuyển hết gỗ cho họ, mình lấy luôn một lèo về cho nó, để mình làm cho nó nhanh. Thế ông bảo thầy để cho con 1-2 tuần nữa hoặc tháng nữa. Thì khi đó thì bắt đầu lấy gỗ. Thì đến tháng chả thấy đâu. Hơn tháng sau thì cho người lên làm việc với thầy thì bảo là làm bé lại, làm to quá. Trước đây thì bảo tiền không thiếu, nhưng bây giờ thì thầy bảo là làm bé lại thì nó không đủ với cái diện tích của cái mình có pháp hội, có khóa tu. Vì ở trên cái Tản Viên bây giờ xây dựng nó khó lắm, vì đất vườn quốc gia nó quy hoạch nó khó hơn cái đồng bằng này rất là nhiều. Thế thầy mới bảo là nếu làm kéo dài cũng được, tiền chưa có để làm nhanh trong vòng 2 năm, 1 năm, 2 năm, như trước đây ông nói kể cả 5 năm xong được không sao. Thầy biết dạo này kinh tế đất nước khó khăn, các doanh nghiệp lớn cũng càng khó khăn. Thế thầy bảo nếu 1 năm không xong, 2 năm, 2 năm không, 5 năm, kể cả 10 năm xong không được, nhưng quan trọng nhất phải được cái không gian như thế. Thì thầy mới đạt được cái chỗ để cho sau này các Phật tử họ tu tập pháp hội, đặc biệt là khóa chuyên tu, một tuần chuyên tu ở trên đó. Nó khoảng 2-3.000 người đi pháp hội và 1.000 người chuyên tu thì nó mới sau này mới đủ với thầy tiên lượng được trước, sau này nó phải cần cái hội trường như thế. Thế cứ
nì nèo cày kèo với thầy là thôi làm bé lại thì con làm ngay. Thầy bảo không, nếu bé lại thì thôi, coi như thầy không đủ duyên, không nhận luôn. Các vị thấy nếu mà người khác thì sẵn sàng làm bé lại, nó cũng hết khoảng độ tầm 70-80 tỷ, bé lại khoảng độ tầm 200-300 mét thôi là người ta làm ngay, từ 2.500 mét xuống khoảng 2.000 mét là người ta làm ngay, từ 1.200 mét xuống 800 mét là người ta làm ngay. Đấy, nhưng mà thầy bảo không, nó không đạt được cái mục đích sử dụng của mình thì làm cái gì? Xây chùa để tu chứ không phải xây chùa để làm cảnh đâu, xây chùa để cho họ đi lễ hành hương kiếm tiền đâu. Xây chùa để tu, quan điểm của thầy là xây chùa để tu chứ không phải là xây chùa để làm nơi vãng cảnh, đặt hòm công đức kiếm tiền. Cho nên nhất định không. Các vị thấy có ai dám từ chối cả hàng trăm tỷ một lúc như thế không? Khó lắm. Cho nên là khất sĩ chứ nhất định không đi, không đi xin. Bao giờ đủ duyên, có người đủ duyên thì làm, không đủ duyên thì thôi. Mình làm gì mà phải đi quỳ gối để đi xin tình thương đâu. Cho nên ở đây, khi mà làm thì thầy cũng nghĩ rằng chắc nó khó khăn lắm đây. Vì làm lớn, làm đủ cho khoảng 20.000 người tham dự cơ mà. Nếu cả tầng trên, tầng dưới là phải được 30.000 người. Nếu mà đông quá thì bắt cái rạp ra sân nữa là được 50.000 người cơ mà. Đấy mới gọi là diệu pháp đường chứ. Cho nên phải lần này là phải không chỉ cầu Phật Bồ Tát gia trì mà phải gọi là nhờ vả đến cả Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Đấy, tôi là người đem dẫn dắt rất nhiều chúng chư thiên sau này đến cho ông, thì ông cũng phải gì hộ trì cho tôi, cho gì mọi việc làm nó được thuận buồm xuôi gió, mọi cái nó đều thuận duyên. Quả thật thấy thuận duyên thật, đúng là có Thượng Đế gia trì nó có khác. Tán thán công đức chút, ngài hoan hỷ tí nữa tác động các Phật tử, có khi vàng đeo trên tay đầy cứ mang lên là thi nhau xếp hàng. Lại đến cuối năm sang năm lại làm xong hết cả tầng 1, tầng 2 thì đến cuối năm có cái gì xong hết. Hãy nói vui vậy thôi, cái này cũng tùy duyên. Thế thầy đang nói về vấn đề tụng kinh Địa Tạng. Thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nó được công đức lợi ích không chỉ cho người đã gì, đã khuất, đã mất, mà được cho cả người cõi dương của chúng ta này. Đó. Và cụ thể ở đây thầy nói, bây giờ nói vào từng phần một. Lúc nãy là nói gì? Chung chung để trong khi có người mất thì tụng kinh trong vòng 49 ngày hoặc 100 ngày. Các vị cứ kinh Địa Tạng hoặc kinh A-di-đà các vị tụng cho thầy. Nhưng nhớ là gì? Nhớ là Đại La Hòa Thượng Tịnh Không á, ngài nói là dưới cõi âm họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Giống như Việt Nam chúng ta thích ăn nhất thì vẫn là cái món gì? Món cơm. Kiểu nó thế. Ăn gì thì ăn, nhưng không qua được món cơm. Ăn gì cũng phải có cơm, kể cả ăn các món khác thì phải có cơm. Hay là ăn món khác thì ăn được một vài bữa, một vài ngày thôi, nhưng vẫn phải quay trở lại, vẫn là cơm. Đại khái lấy cái ví dụ thế cho dễ hiểu. Thì chúng sinh ở dưới cõi âm, họ thích nghe nhất chính là kinh Địa Tạng. Thích gần gũi nhất cũng chính là Bồ Tát Địa Tạng. Vì Bồ Tát Địa Tạng ở dưới cõi âm được gọi là gì? Gọi là giáo chủ. Nam Mô U Minh giáo chủ, bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát mà. Giáo chủ. Vì giáo chủ ở dưới cõi u minh. Cho nên Địa Tạng Vương Bồ Tát đi đến đâu, thập điện Diêm Vương đều cung kính, đều lễ bái và đều nể nang. Và nghe thấy những chúng sinh nào ở trong địa ngục hay trong ngạ con đường ngạ quỷ, và biết gì? Niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, biết nghe kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đã từng gieo duyên với Bồ Tát Địa Tạng, thì thập điện Diêm Vương đều là kính nể và đều là tôn trọng.
Cho nên có một cái câu chuyện ở bên Trung Quốc, khi mà Ngài Quế Sâm Hòa Thượng, thiền sư còn là trụ thế. Ngài Quế Sâm Hòa Thượng chính là gì? Là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng đó các quý vị. Chúng ta kỷ niệm cái ngày khánh đản của Bồ Tát Địa Tạng chính là ngày sinh nhật của Ngài Quế Sâm thiền sư đó. Ngài sinh ra ở bên bây giờ mình gọi là bên Triều Tiên, Hàn Quốc, Triều Tiên. Thì sau này xuất gia sang Trung Quốc và Ngài trụ ở núi Kỷ Hoa Sơn, ẩn cư ở trên đó. Ngài ở thời nhà Đường bên Trung Quốc. Khi Ngài còn tại thế, có một câu chuyện, cái năm đó là Chư Tăng đói quá. Cả nước đói vì chiến tranh, cả nước đói. Cho nên các sư cũng gì? Cũng đói. Vì dân họ đói thì họ lấy gì họ cúng dường. Cho nên Ngài Quế Sâm, Ngài mới nói với các sư là: thôi các con, nên chia nhỏ đến các chùa, đến các nơi, đến các đạo tràng khác. Ở xứ này mấy năm nay chiến tranh loạn lạc, dân tình đói khát, họ không có để cúng dường. Vì vậy mà các con thì nên chia nhỏ ra các nơi để cho nó đỡ khổ. Nhưng đại đa số các sư đệ tử của Ngài hàng nghìn người không đi đâu, vì ở đó là cầu pháp. Và vì ở đó cầu pháp đó, cho nên là đói. Đói mà các vị biết phải ăn gì không? Ăn đất, ăn đất sét đó. Ở dưới chân núi nó có một cái mỏ đất sét, thì các sư xuống đó để với dân nghèo ở quanh khu vực đó cũng gì? Đào đất sét để ăn. Bây giờ nói ăn đất chúng ta có tin không? Nhưng thế kỷ 21 này các vị, nếu mà xem TV, các bộ phim khoa học, các bộ phim nói về thế giới bốn phương ấy, chúng ta thấy ở bên châu Phi bây giờ còn có một số các bộ tộc, các quốc gia họ đói đến nỗi là gì? Họ cũng phải nặn đất sét, họ làm thành cái bánh như cái bánh phồng tôm chúng ta, họ giải ra trên đứa, trên gì, trên cái nong, cái nia đó, phơi khô đi và gì họ ăn như là ăn bánh đa. Thế kỷ 21 năm 2023 rồi, 23 rồi đấy các quý vị, mà vẫn còn có những quốc gia, những bộ tộc, những con người đói đến mức phải ăn đất như thế đấy. Cho nên gặp cái lúc đói kém như vậy, Ngài khuyên mọi người Chư Tăng ni đi chia nhỏ ra về đi những nơi khác cho đỡ khổ. Chư Tăng không đi. Thế ở trong ở dưới xa xa ở dưới chân núi có một cái ông trưởng giả. Ông này cũng khá là giàu có, nhưng mà từ trước đến nay thì rất là kẹt xỉ. Ông kẹt xỉ lắm. Chính vì kẹt xỉ cho nên cả dân cả làng nghèo, thì nhưng ông vẫn giàu, vẫn đủ thức ăn. Vẫn còn giàu, vẫn đủ thức ăn trong vòng mấy năm trời. Nhưng mà một hôm ông đi qua, ông thấy các sư đào đất để ăn. Cho nên tự nhiên trong tâm ông lại khởi lên một cái gì đó, ông thấy là dân ăn đất ấy, thì ông cảm thấy là gì? Bình thường. Nhưng mà ông lại là sư đi đào đất để ăn. Các sư đi đào đất để ăn, thì ông thấy có một cái gì nó cảm ở trong lòng ấy, ông cảm thấy nó xót xa. Cho nên ông về, ông mới nói với vợ con là gì? Thôi, dân làng đã đói rồi, còn mình, nhà mình no. Chư Tăng ở trên chùa, Cửu Hoa Sơn đó, cũng đói phải đi đào đất. Nay lẽ nào ta là gì? Ta lại một mình nhà ta no hay sao? Cho nên ông nói với vợ con là đem cái thức ăn còn mấy năm nhà ông dự trữ ra, đem một phần đem phát cho dân nghèo, đem nấu cháo để phát cho dân nghèo. Và một phần là đem lên núi Cửu Hoa để cúng dường Hòa Thượng Quế Sâm với lại Chư Tăng ở trên đó. Và khi mà ông phát tâm ông cúng dường như thế, thì chưa đầy một tháng sau thì tự nhiên là trời là đổ mưa, hạn hán hết, chiến tranh cũng gì? Cũng ngừng lại. Nó có một cái điều, nó là cái ông trưởng giả giàu có ở dưới chân núi xa xa kia,
Khi phát tâm như thế một cái thì một tháng sau, chưa đầy tháng sau thì trời đổ mưa hết hạn hán và chiến tranh cũng gì? Cũng chấm dứt luôn, đình chiến và đất nước hòa bình trở lại luôn. Thế là dân tình hết đói hết khát. Và sau này, hơn 20 năm sau, cái ông trưởng giả đó ông mất. Ông mất ấy, thì thần thức của ông đi xuống gì? Xuống dưới địa phủ và gặp Diêm Vương. Thế quỷ vô thường dắt ông ấy vào. Diêm Vương thấy ông ấy quỳ dưới kia hỏi tên tuổi, họ tên, tuổi địa chỉ ở đâu. Ông nói họ tên tuổi địa chỉ ở đó. Vừa nghe nói đến đó thì Diêm Vương liền là gì? Liền là cởi mũ đặt xuống bàn và phẩy áo răng đằng sau và đi xuống tận nơi để đỡ cái gì? Đỡ cái vị ấy lên. Và liền quát mắng, các vị, hai cái vị gọi là cái vị thần mà dẫn dắt thần thức của ông trưởng giả kia đến đó. Và nói rằng, quát mắng các vị, tại sao các ngươi lại gì? Lại dắt một vị công đức lớn xuống đây. Thế hai vị kia nói rằng, thưa Diêm Vương, vị này trước đây rất là gì? Keo kiệt, bủn xỉn, không chịu bố thí, không chịu cúng dường, không chịu làm những việc phúc cả. Cho nên nay mới đem xuống đây. Thế Diêm Vương mới nói rằng, tuy cả đời ông ấy keo kiệt, bủn xỉn, nhưng mà đến giây phút cuối cùng, khi mà đất nước khó khăn, chiến tranh loạn lạc, hạn hán, đói kém, ông ấy nhìn thấy gì? Dân chúng và chư tăng phải ăn gì? Ăn đất. Cho nên ông đã gì? Đã mở kho và đem cúng dường và đem bố thí hết. Nhờ vào cái sự cúng dường ấy mà đã cảm được tới gì? Cảm đã được tới thiên đình và Ngọc Hoàng Thượng Đế đã cho mưa và cho hết chiến tranh. Cho nên công đức của ông ấy thì rất là lớn. Vì vậy mà liền là xuống đỡ và bảo sai Ngưu Đầu Ngục Tốt là lấy tòa ngồi cho ngồi ngay bên cạnh mình và nói rằng từ giờ trở đi ông còn thọ thêm gì 15 năm nữa. Tức là năm đó ông đã thọ đến hơn 80 tuổi rồi, thọ thêm 15 năm nữa là được. Ông ấy thọ được đến năm 99 tuổi thì mới mất. Đấy, chúng ta thấy cái trường hợp đấy, chỉ đem cúng dường Bồ Tát Địa Tạng và đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng một chút gì thức ăn để nấu cháo cho chư tăng qua ngày trong vòng sống qua ngày trong vòng một tháng thôi, mà xuống dưới kia Diêm Vương nhìn thấy còn phải lấy tòa ngồi để mời ngồi và còn nói rằng nhờ cái công đức ấy ông thì ông thọ thêm 15 năm nữa. Và sau khi thọ hết, ông sẽ được sinh lên cõi trời Đao Lợi. Cho nên chúng ta thấy rằng cái công đức cung kính cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nó đem lại lợi ích không chỉ ở đời sau mà ngay cả đời này kiếp này vậy. Đấy là nói về vấn đề tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho người đã mất. Sang chủ đề thứ hai, đó là tụng kinh Địa Tạng để cho người sống của chúng ta. Cho người sống ở đây chính là gì? Cho những người ốm đau, bệnh tật đó. Chúng ta đi bác sĩ mãi mà không tìm ra bệnh, hoặc tìm ra bệnh bác sĩ cho thay đổi tất cả các loại thuốc, cho dù đó là thuốc nhập ngoại, thuốc đắt tiền, nhưng mà vẫn không khỏi. Thì chúng ta biết rằng
bệnh ấy không chỉ phải là cái bệnh bình thường ở thế gian, mà cái bệnh ấy nó xuất phát từ cái nghiệp gì? Cái nghiệp xấu ở nhiều đời nhiều kiếp về trước của chúng ta đã gieo trồng, đã gây, đã tạo. Cho nên đời nay kiếp này tuy là gì? Ốm đau bệnh tật, như trong kinh Dược Sư nói là vì nghiệp chướng cho nên bệnh nhẹ biến thành nặng. Gặp thầy thuốc hay nhưng chữa mãi cũng không khỏi, thậm chí còn gì? Còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Cho nên đấy là những người trường hợp đó là bệnh do nghiệp mà sinh ra. Thì thầy thuốc ở thế gian có giỏi như hoa đà tái thế cũng bó tay mà thôi các quý vị. Cho nên những người ốm đau bệnh tật lâu ngày đi gặp bác sĩ khám chữa mãi không khỏi, những trường hợp như thế có thể phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để sám hối nghiệp chướng, để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát gia trì, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng Ngài thương xót, Ngài gia trì cho, Ngài cứu giúp cho, Ngài thương độ cho, Ngài tiêu nghiệp cho, và Ngài ban phúc cho, Ngài trừ bệnh cho, và Ngài khiến cho nghiệp chướng, báo chướng và bệnh chướng trên thân của chúng con sớm được tiêu trừ, công đức phúc báo hiện tiền, cho con được thân khỏe, tâm an, tu hành tinh tiến, tới khi xả bỏ báo thân được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà, không nguyện sinh lại cõi này nữa, khổ lắm, khổ lắm, chúng con biết rồi, khổ lắm. Đấy. Phát nguyện như thế để mà thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nhất tâm. Xin thưa các quý vị, có người bệnh rất là nặng, đi rất nhiều bệnh viện, gặp rất nhiều giáo sư, bác sĩ, chữa rất nhiều các loại thuốc, tốn không biết bao nhiêu tiền của, nhưng vẫn gì? Vẫn không khỏi. Về tụng kinh Địa Tạng một thời gian, được tiêu trừ nghiệp chướng, tự nhiên bệnh khỏi. Có những cái trường hợp mà thầy kể vài lần rồi đấy, người điếc thì được gì? Được nghe thấy. Người câm thì tự nhiên nói gì? Nói được. Thầy kể mấy lần rồi đấy. Bào thai ở trong bụng mẹ, đi khám bác sĩ siêu âm 6-7 tháng rồi, bảo bác sĩ 100% là bị gì? Bị tật nguyền, gọi là bị gì? Bị bệnh đau, bị thiểu năng hay trí tuệ, vân vân. Nhưng thầy bảo là về cứ tụng kinh Địa Tạng, còn 3 tháng nữa cứ tụng, nhất tâm mà tụng, cả vợ cả chồng cùng nhất tâm mà tụng. Thế có vài trường hợp một lòng một dạ chí thành chí kính tụng kinh Địa Tạng, khi sinh các cháu ra, các cháu gì? Bình an vô sự. Đấy là người thật, việc thật đấy. Con cháu của các Phật tử chắc hôm nay cũng ở đây này. Nhưng thôi, cái này nó tế nhị, thầy cũng không nói tên nó làm gì. Mà thậm chí là cháu gì? Cháu của một cháu nội của một bác là gì? Là ủy viên, là thành ủy viên, là gì? Là giám đốc một sở ban ngành của thành phố Hà Nội chúng ta đó. Là cháu nội của một bác lãnh đạo một sở ban ngành thành phố Hà Nội. Là cháu của bác là vụ trưởng vụ địa phương của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông Ủy ban Kiểm tra Trung ương là ông ngoại, còn ông giám đốc một sở thành phố Hà Nội chúng ta là ông nội. Đấy, gia đình thì suốt ngày lên đây, mẹ suốt ngày lên đây. Chắc chắn 3 ngày pháp hội ở đây, chắc mẹ có khi lên từ hôm trước, ngủ đây suốt. Ở đây làm công việc Phật sự suốt. Đấy, khi có thai
đứa thứ hai, thằng con trai của ông bà có thai đứa thứ hai. Tháng thứ ba, thứ tư gì đó rồi đi khám, bác sĩ khám tất cả các bệnh viện nổi tiếng ở Hà Nội mình. Khám rồi gọi là gì, siêu âm, rồi CT, rồi chọc trũy để xét nghiệm. Các bác sĩ đầu ngành đều nói rằng cháu bị bệnh, thai nhi bị bệnh, nếu không bỏ thì ảnh hưởng đến bà mẹ, nguy hiểm đến tính mạng của bà mẹ. Gia đình đằng vợ thì thương con gái mình cho nên khuyên bỏ. Gia đình đằng chồng thì biết đến Phật Pháp, cho nên mẹ chồng thì lên hỏi thầy. Thầy bảo cái việc này cũng khó, bảo hai đứa nó lên đây xem. Thế hai cháu nó lên. Lên thì lúc đó thầy mới hỏi hai đứa là các con đều tin Phật Pháp đúng không? Bảo vâng. Các con đều tin nhân quả đúng không? Bảo vâng. Nếu tin Phật Pháp, tin nhân quả thì các con biết là gì? Phá một bào thai, tức phá một cái thai, tức là bỏ một đứa con đó, thì nó như thế nào rồi? Còn nếu các con tin nhân quả, tin Tam Bảo hay tin Sư Phụ thì các con dành ra 3 tuần các con thì về tụng kinh Địa Tạng 3 tuần. Dành 3 tuần ra tụng kinh Địa Tạng, sau đó đi khám lại bác sĩ, bác sĩ bảo thế nào thì nghe theo bác sĩ. Chứ bây giờ bảo là hỏi thầy, thầy bảo bỏ thì không được, trái với luân thường đạo lý, trái với gì? Lời của một thầy tu. Ai thầy tu đi bảo họ phá thai làm sao được? Mà bây giờ thầy bảo các con để lại thì sau khi sinh ra đứa trẻ đó nó dị tật, nó tật nguyền thì thầy làm sao mà gánh được? Khổ các con cả đời, các con oán thầy cả đời cũng không được. Cho nên các con thì nếu tin Tam Bảo, tin nhân quả, tin Phật Pháp, phải dành 3 tuần để nhất tâm tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Vợ mang thai nặng không tụng được thì niệm danh hiệu của Ngài, còn thằng chồng mày phải tụng kinh. Làm được không? Hai vợ chồng bảo có, chúng con làm được. Thế bảo trong những ngày đó phải ăn chay để mà tụng kinh, không ăn hành hẹ tỏi kiệu hành tây, như là trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy á, 5 món ngũ tân nó không được ăn và phải ăn chay tuyệt đối để tụng kinh. Làm được không? Chúng con làm được. Thì phải làm đi. Làm xong 21 ngày đi khám bác sĩ, bác sĩ lắc đầu, bác sĩ bảo không tin vào gì, nó lại thay đổi, cái thai nhi chỉ thay đổi trong vòng có gì 3 tuần lễ. Nhưng mà bác sĩ bảo thôi để theo dõi. Theo dõi xong khoảng độ tầm mấy tuần sau, 2-3 tuần sau lại đi khám lại. Bác sĩ bảo là gì? Ổn rồi. Bác sĩ bảo ổn rồi. Các cháu nó báo tin như thế để bảo thôi ổn rồi thì thôi, từ giờ đến lúc sinh là còn khoảng 2 tháng, 3 tháng nữa thì thôi các con không đi khám, không CT, không siêu âm, không gì nữa, nó ảnh hưởng. Bây giờ cứ nhất tâm, chồng thì tụng kinh, vợ thì niệm danh hiệu Ngài. Đó, cứ như thế cho đến lúc sinh. Không quan tâm gì đến như thế nào nữa. Và bây giờ chỉ nghĩ rằng thôi, có phúc thì hưởng, có họa thì phải chịu. Nhất tâm tụng kinh. Thế là tụng kinh cho đến ngày sinh. Nó vừa đi vào viện sinh, mẹ nó đã gọi điện cho thầy. Thầy ơi, thầy làm lễ, thầy khấn cho các cháu nó sinh mẹ tròn con vuông, sinh cho con, cho cháu nó sinh ra nó được bình an, nó được mạnh khỏe, nó được bình thường như đứa trẻ khác. Mình nghĩ trong bụng quả này là gây là gì? Như là mang thêm một cái nợ vào mình rồi đây. Bây giờ mà nó sinh ra nó bình thường thì không nói làm gì rồi. Không may nó sinh ra nó không bình thường thì là chết cái ông Sư Thịnh này thôi. Đúng không? Vì khuyên người ta để lại, bảo người ta tụng kinh, khuyên người ta để lại. Mà cái ca này nó sinh làm sao gọi từ 8 giờ sáng mà cho 3-4 giờ chiều nó mới sinh chứ. Mình thì cứ thắc thỏm. Còn lo hơn là gì? Hơn là bố mẹ lo cho con, hơn là chồng lo cho vợ. Sợ làm sao? Sợ nó làm sao đó thì cả nhà người ta mất niềm tin vào Tam Bảo. Khổ lắm. Sợ người ta mất niềm tin vào Tam Bảo thôi. Cho đến hôm đấy thì đi, thầy là đi công tác. Hôm đấy thì thầy nhớ là thầy đi công tác vào trong Kim Bôi.
đi công tác với bác Bí thư Thành ủy Hà Nội. Hôm đấy đưa bác đi vào trong đó có việc riêng của gia đình nhà bác. Thế đến chiều 4 giờ đang đi trên đường về, thế nghe cô ấy gọi, bà mẹ gọi lại bảo là may quá thầy ạ, chúng con cũng chờ suốt từ lúc đấy giờ mà bây giờ thì bác sĩ mới ra bảo là gì, chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông, cháu nó bình thường. Tết vừa rồi cả nhà nội nhà ngoại đưa cháu nó lên, cứ bảo là gì, đây là con Phật này, đây là con của gì, con của sư phụ này, thì bảo không, con của Phật thôi, không phải con sư phụ. Xong bố nó bảo nếu không có sư phụ thì làm sao mà cháu nó được sinh ra, cho nên bảo con của sư phụ, bảo không, ừ, con của Phật thôi là được rồi. Nói con của sư phụ, ai người ta Phật tử người ta đứng đầy đến hiểu lầm rồi chết toi, người ta đánh một cái dấu hỏi to tướng, sư đi tu rồi sao còn có con thì chết toi. Thế bố nó cứ bảo không, đây là con nuôi, con của Phật thì con nuôi. Đấy, thế lên nó bình thường. Mà bây giờ thì không hiểu làm sao cái duyên, bảo là suốt ngày ở nhà nhìn gì, nhìn hình ảnh, nhìn bài giảng của thầy là cứ lạy cụ là gì, lạy cụ Phật đi, cứ thấy lên nhìn thấy thầy giảng một cái ra là chắp tay là lạy một cái, lạy cụ Phật. Lên nhìn thấy một cái thì bố nó bảo là bảo thế đi vào cho thầy, bảo mẹ nó mang vào để thầy bế một cái để xoa đầu để lấy phúc. Chưa đưa vào nó đã giơ tay, nó muốn gì, muốn mình bế rồi. Mình thì hay sợ trẻ con, bế thì sợ nó rơi, không quen, sợ nó rơi. Nhưng mà thấy cháu nó giang tay ra thì bắt buộc mình cũng phải bế một tí. Thế bế một cái nó cứ ôm chặt lấy cổ thôi, như là quen, cho thân quen từ lâu. Đấy. Thế hỏi bố mẹ bình thường không? Bảo không, con nó bình thường, không có một biểu hiện gì cả. Đấy. Rồi có trường hợp gì? Bác sĩ bảo là điếc, câm điếc bẩm sinh. Nhưng về bà ngoại tụng kinh 21 ngày, mẹ bế con lễ ở bên cạnh theo bà nội chứ, bà nội tụng kinh 21 ngày, mẹ bế con, bế cháu ở bên cạnh theo bà lễ Phật đến 21 ngày. Thầy cũng giảng mấy lần rồi đấy. Tự nhiên ở trong nhà, nó rơi cái gì, nó xoảng một cái, đứa bé đang bế ở trên tay thì nó giật mình. Thế hôm sau đem đi khám, tự nhiên là nó không còn biết nữa. Và trước đó thì bác sĩ bảo phải mất gì, mất 2 tỷ, 3 tỷ gì đó, thì mất hơn 2 tỷ để mua cái tai của, cái tai nghe trợ thính của nhập từ bên Pháp về, cấy vào trong tai đứa trẻ và sau này nó mới nghe được, mới có cơ hội nói được. Vậy nghe được thôi chứ còn nói được hay không thì còn chưa biết. Nhưng có nghe được thì nó mới có thể nói gì? Nói được chứ. Thường là nó điếc thì nó sẽ gì? Sẽ câm, nó không nói được, ú ố ớ, nó có nghe gì đâu mà nói được. Thế cho nên là, đấy, sau khi mà tụng kinh 21 ngày thì xảy ra cái chuyện đó là tự nhiên trong nhà cái chạn bát cái gì nó rơi xoảng, mà cái con chuột hay con mèo nó đi nó rơi cái bát hay cái thìa hay cái gì đó không biết, xoảng một cái đứa trẻ gì nó giật mình. Giật mình có nghĩa là nó đã gì? Thính giác đã hoạt động. Mà ngày hôm đó cũng chính là ngày 21 của bà nội tụng kinh Địa Tạng xong. Ngày hôm sau hai vợ chồng đem con đi khám, tất cả các bác sĩ khám cho cháu trước đây, hội chẩn cho cháu trước đây, khám đi khám lại đến cả nửa buổi, và lúc đó mới ngạc nhiên mới hỏi rằng đem chữa ở đâu. Vợ chồng bảo không chữa ở đâu cả. Do bà nội lên chùa Khai Nguyên nghe thầy giảng đạo cho nên thỉnh kinh Địa Tạng về tụng 21 ngày. Mới kể là đấy, tụng đến lúc như thế thì tự nhiên là gì, cái vật ở trong cái nhà nó rơi thì thấy cháu nó giật mình, cho nên là nghĩ là nghe được, hôm nay sáng nay đem đi cháu nó đi khám, đi kiểm tra thì bác sĩ bảo nghe được rồi. Và hơn một năm sau, tức là đem gia đình cái ngày Tết, cả ông nội bà nội, ông nội là bộ đội nghỉ hưu, hình như là đại tá hay sao nghỉ hưu, thượng tá hay đại tá gì đó nghỉ hưu. Thế gia đình, cả bố mẹ gia đình lên lễ Phật chúc Tết thầy và đem cả cháu nó lên. Vừa nhìn vào phòng nhìn thấy thầy một cái là gì? Gia đình bảo cháu là gì? A-di-đà-phật đi con. Thế là nó niệm gì? A-di-đà-phật.
Như vậy là còn câm nữa không? Không câm nữa. Đấy. Thôi nó còn nhiều chuyện lắm. Rồi có cả những chuyện gì? Cả cái chuyện ở trong bào thai đi khám bác sĩ ở dưới Pháp Vân, các Phật tử Pháp Vân chắc biết cái trường hợp đó. Nó đã 3-4 đứa con gái rồi, nó cứ muốn một đứa con trai. Nó nói với vợ nó là nếu mà không sinh được con trai thì lần này là bỏ. Mà khổ sinh 3-4 đứa rồi, vợ thì vất vả. Nhưng vì nó cứ bạn bè, nó chắc là cứ đi uống rượu, đi chơi với nhau, nó nói kháy, nói đểu nhau hay sao, nó cay. Cho nên nó cứ phải muốn là có một đứa con trai. Nhưng mà đi lần này rồi 3 hay 4 đứa gì đấy rồi, vợ có thai đến 5-6 tháng rồi. Đi siêu âm thì bác sĩ bảo 100% con gái, nó chán đời. Sang tháng thứ 6 rồi đi siêu âm thì vẫn bảo là con gái, nó chán thì ở nhà ngó ngàng gì nữa. Đến tháng thứ 8, thứ 9, vợ nó đến ngày đi sinh, mẹ nó gọi là về, vợ mày chở dạ về đưa nó đi sinh. Nó bảo thôi nó muốn sinh thì nó đi mà sinh. Nó sinh thì nó sinh, nó đi mà sinh. Bà đưa nó đi thì đưa, chả đưa nó tự nó đi. Nó cay. Nó bảo là vợ không biết sinh. Nhưng thực sự có phải là vợ không biết sinh không? Không. Cái này là cái phúc chứ. Cái phúc, cái phần của cả dòng họ, cả vợ chồng nhà nó, chứ đâu có phải là do bà vợ đâu, hay là do ông chồng đâu. Cái phúc, cái phần. Nhưng mà khổ. Anh nghĩ đến tháng thứ 6 rồi đi khám vẫn là con trai, à con gái, trong khi đó nó muốn con trai, cho nên nó chán, nó chả thèm đưa đi. Nhưng từ khi đó thì bà mẹ vợ thì là Phật tử thuần thành của nhà mình, thỉnh kinh địa tạng, phải cứ thế là tha thiết thiết, một lòng một dạ nghe thầy giảng. Và là cũng có trường hợp đi khám bác sĩ họ là bảo là con gái, đến tháng thứ 4, thứ 5 bảo con gái, nhưng mà cứ một lòng tụng kinh địa tạng, đến lúc đi sinh nó lại thành con trai. Cho nên bà một lòng một dạ, một lòng một dạ bà cứ thế bà tụng. Rồi bà bảo con dâu nữa, mày cứ thế mày niệm nhé, mày cứ thế mày niệm, và mày nghĩ là gì, là con gái chuyển thành con trai ở trong bụng mày. mẹ chồng thì bảo con dâu thế, thì con dâu cũng tin, thì cũng cứ thế là niệm. Còn mẹ thì cứ thế tụng kinh, đến ngày đi sinh gọi chồng về, đi đưa vợ đi sinh, nó chẳng thèm về. Nó bảo tháng thứ 6 đi khám, bác sĩ vẫn còn bảo 100% con gái. Thôi, để con gái thì tự nó phải đi, mẹ con nó đi mà chăm nhau. Ông chồng nó cũng tệ thế. Thế xong khi ra bệnh viện sinh, thì vợ cũng không có tin lắm đâu. Nhưng mà thôi, và mẹ chồng khuyên thì cứ niệm thôi. Mẹ chồng bảo nào làm thế thôi. Thế thì thôi, con nó không về thôi, mẹ bắt taxi đưa con dâu đi sinh. Ra nó sinh được mấy tiếng đồng hồ sau thì bác sĩ bảo ra chúc mừng gia đình nhá, được con trai nối dõi tông đường rồi nhá, đấy, được cháu nội đích tôn rồi nhá. Ôi rồi bà không tin vào tai mình, vào ngó sờ thử xem có phải thật không. Đúng thật, nó có cái cục thịt, đúng thật. Nói vui một tí nhưng mà nó là chuyện thật. Thế là xong mới gọi điện cho thì thằng con trai, mày về ngay, vợ mày sinh con trai rồi. Thế mày về viện ngay, vợ mày sinh con trai. Thế thằng chồng nó đang ngồi uống rượu với bạn, nó bảo bà điên. Thế mẹ nó bảo là mày về ngay, vợ mày sinh con trai thật đây nè. Đó. Xong rồi nó không tin, nó chụp cái ảnh, bảo vợ nó chụp cái ảnh, mày chụp cái ảnh mày gửi cho chồng mày. Thế là nó thấy con trai, bắt đầu nó bỏ bàn rượu, nó về tận bệnh viện, nó chăm sóc vợ nó ở thêm vài ngày, bắt đầu nó mới đưa vợ nó về nhà. Khổ thân đàn ông lắm, khi nó cũng nó cố chấp. Đi đỉnh, đi đám, đi với bạn bè là gì, nó nói khích nói kháy cho là cứ phải là gì có con trai. Mà thực sự thưa với các vị, con trai con gái con gì mà nó hiếu thảo, nó học hành đến nơi đến chốn, nó tốt với ông bà với bố mẹ, thì con đấy mới là cái đứa con
thực sự. Con trai con gái không quan trọng cái thế kỷ 21 này, xã hội tiến bộ này rồi, không quan trọng con trai con gái đâu các vị, con gì cũng được. Miễn là gì? Nó lớn lên, nó trưởng thành, nó thành công và nó hiếu thảo là được. Nó làm tròn cái bổn phận gì của con là được. Con trai mà nghiện ngập cờ bạc rượu chè, chửi bố đánh mẹ thì con trai đấy cũng vứt. Con gái mà nó thuần thành hiếu thảo thì con gái đấy còn gấp hàng vạn lần ở con trai. Cho nên chúng ta cũng đừng có quan niệm nặng nề vào cái chuyện con trai con gái quá mà như thế. Nhưng mà thầy, đấy là thầy kể cái câu chuyện mà các Phật tử đem kể lại cho thầy. Do gì? Thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, được lợi ích và chuyển nghiệp ngay trong cuộc sống đời thường này, gọi là mắt thấy tai nghe luôn được đó các quý vị, tay sờ được đó, chứ không phải là chuyện háo huyền hay là chuyện tiếu lâm nữa. Có lẽ chính vì vậy mà đại đa số các Phật tử lên chùa thì nói là gì? Nghe ông thầy Thịnh, ông ấy giảng, nghe thầy Thịnh thầy giảng, tuy không hay nhưng mà rất là chân thành, chân thật, chất phác thật thà, nghe đến đâu thấm đến đó, nghe đến đâu và hiểu đến đó, nghe đến đâu và muốn tin và làm theo đến đó. Thậm chí còn có vị là còn khuếch đại phô trương, bảo là thầy ấy chính là gì, là Địa Tạng Bồ Tát tái lai. Ôi rồi tội lỗi chết, A Di Đà Phật, là đệ tử Bồ Tát Địa Tạng thôi, chứ làm gì có cái chuyện Bồ Tát Địa Tạng tái lai ở đây. Đệ tử thôi, sách dép cho ngài, may mắn là ngài cũng cho gì, sách dép cho ngài là quý lắm rồi. Được thị giả ngài là quý lắm rồi, ăn lộc ngài là quý lắm rồi. Đấy, đấy là nói về gì? Nói về cái việc mà tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đem lại lợi ích thiết thực ngay trong cuộc đời này. Người điên điên khùng khùng loạn tâm, vô số người khỏi rồi, không kể hết được. Người ốm đau bệnh tật, lâu ngày thuốc thang bác sĩ không khỏi, tụng kinh Địa Tạng một thời gian, không cần uống thuốc gì cũng khỏi. Cái trường hợp này cũng có nhiều rồi. Thậm chí điên khùng loạn tâm mười mấy năm ở ngoài trời, đi lang thang ở ngoài đường. Mẹ phát nguyện tụng kinh 49 ngày cho gì? Tự nhiên cũng khỏi. Đây là sự gia trì đặc biệt của chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát ở Địa Tạng vậy. Rồi có nhiều trường hợp, đây là nói về gì? Ốm đau bệnh tật do thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nhé. Nếu các vị mà nhất tâm nữa, cái chuyện mà cầu nguyện muốn được cho trang nghiêm thanh tịnh và nhất tâm, thể hiện lòng thành đạt đến cái mức gọi là tối cao tối thượng ấy, thì các vị nên lập đàn tràng ở tại nhà. Có gì đâu, lấy cái bàn xuân hòa thôi, lấy cái mảnh vải vàng trải lên cho trang nghiêm sạch sẽ. Sau đó thì lấy 7 lọ hoa, mỗi lọ hoa là gì? Là 7 bông, 77, 49 bông hoa hồng, bông hoa hồng đỏ hoặc bông hoa hồng vàng. Thường thầy lại hướng dẫn cho các Phật tử cúng hoa hồng. Hoa hồng đỏ cũng được, hoa hồng vàng cũng được, chứ không cúng lập đàn hoa hồng trắng nhé. Bông đỏ, bông vàng, tức là cầu đảo bệnh ấy, hoặc là cầu phúc, cầu lộc, cầu bình an ấy, thì thường là cúng bông hoa hồng đỏ hoặc bông hoa hồng vàng. Thì tất nhiên bông hoa hồng trắng thì chắc không sao, nhưng mà thầy quen hướng dẫn là cúng bông hoa hồng đỏ, bông vàng rồi thì cứ làm hoa vàng hoặc là hoa đỏ. 7 lọ hoa, mỗi lọ 7 bông, 7 chén nước, 7 chiếc đèn, 7 đĩa quả, 7 đĩa bánh kẹo. Thế là phát nguyện
trì kinh Địa Tạng 7 ngày hoặc 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày, tùy vào cái công việc của gia đình chúng ta, cái sự cầu nguyện của gia đình chúng ta mà lập đàn phát nguyện. Trong vòng những ngày lập đàn tụng kinh đó thì phải ăn chay trường tuyệt đối, không ăn năm món hôi tanh gọi là ngũ vị tân, đó là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Nhớ ăn chay trường nhưng không ăn năm món tanh hôi ngũ tân đó. Trong nhà Phật gọi là ngũ tân, đó là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây đó. Nhất tâm tụng kinh. Khi chúng ta phát nguyện hành trì lập đàn đó thì tụng sẽ chia thành ba thời: sáng một thời, trưa hoặc chiều một thời và tối một thời. Sáng thì tụng quyền thượng rồi niệm Phật, trưa hoặc chiều tụng quyền trung rồi niệm Phật, tối lại thì tụng quyền hạ để niệm Phật. Đấy, chúng ta nếu phát nguyện lập đàn thì nó phải tụng đều như thế, cứ đến vào khoảng giờ đó chúng ta phải lên tụng. Nên tụng đúng giờ là tốt nhất. Ví dụ như sáng 4 giờ thì đúng 4 giờ tụng, trưa 10 giờ thì đúng 10 giờ tụng, hoặc là chiều 3 hoặc 4 giờ tụng thì đúng 3 hoặc 4 giờ tụng, tối là 7 hoặc 8 giờ đêm tối đó tụng thì đúng 7 hoặc 8 giờ tối thì chúng ta tụng. Nên tụng đúng giờ như thế trong những ngày chúng ta lập đàn. Và những ngày lập đàn đó nên gì? Nên phát tâm phóng sinh thành tâm một chút xíu nữa. Và những ngày lập đàn đó tốt nhất chúng ta nên gì? Nấu một nồi cháo và tí cái đồ cúng chúng sinh đó, bày ra ngoài sân hoặc bày ra ngoài hiên đó, chúng ta làm mâm cháo, chúng ta cúng cháo vào thời khóa buổi chiều hoặc thời khóa buổi tối đó. Thế là tốt nhất. Và đặc biệt là cái nước ở trong đàn đó, chúng ta lấy chén ở giữa, chúng ta đem vẩy ở từ ban thờ cho đến đất cát nhà cửa. Còn những chén còn lại á, 6 chén còn lại, 6 bát nước còn lại, 6 chén nước còn lại chúng ta thì cho người bệnh uống, và hoặc là cho cả nhà uống thì càng tốt, cùng tốt. Đấy là phương pháp để kiến lập đàn tràng, cúng dường Bồ Tát Địa Tạng và để cầu đảo bệnh cho một ai đó. Nếu mà người bệnh đó mà bệnh nặng á, không thể khỏi được thì họ ra đi một cách nhẹ nhàng. Như trong kinh Địa Tạng nói có những trường hợp do nghiệp chướng nặng nề, cầu sống cũng không được, cầu chết cũng chẳng xong. Tức là họ ốm đau đến nỗi là gì? Nằm lâu 5 năm, 10 năm, thậm chí nhiều hơn nữa, nó thối rữa hết người, thậm chí là trên mình nó có cả giòi gì, giòi đục rồi mà không chết cho. Cái trường hợp cái đó mới khổ các quý vị. Khổ cho cả người bệnh là khổ cho cả người gì? Con cháu là người thân để chăm sóc, bỏ thì không được, mà chăm thì khổ. Cho nên cái đấy mới là cái khổ các vị. Già ốm bệnh một chút mà chết vài ngày hoặc dăm bữa nửa tháng là chết thì còn đỡ. Nằm cho cả năm trời, vài năm trời, chục năm trời, hơn chục năm trời, thối xương, thối thịt mà không chết cho. Cái người đó cũng chỉ mong được chết nhưng không chết cho. Thì cái trường hợp như thế gọi là nghiệp nặng. Nên kiến lập đàn tràng, cung thỉnh chư tăng hoặc là đạo tràng, phát nguyện tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng 7 ngày hoặc 21 ngày hoặc 49 ngày. Được 100 ngày thì càng quý, nhưng mà thường 100 ngày là những việc đại lớn rồi, những việc đại, những việc lớn rồi. Còn thường là 21 ngày hoặc 49 ngày, tiểu thì là 7 ngày, trung thì là 21 ngày, còn đại thì là 49 ngày. Còn đại đại tức là cực kỳ, việc cực kỳ quan trọng thì 100 ngày. Làm được như thế thì công đức phúc báo vô lượng vô biên. Cầu tiêu nghiệp cho bệnh nhân thì bệnh nhân kia sẽ tiêu. Không được nhiều 100% thì ít nhất cũng phải 70-80% nghiệp chướng tiêu đi. Tùy vào cái sức định và cái công đức thọ trì của đại chúng ở trong những người hành trì đó, sự nhất tâm của gia đình ở tín chủ đó. Cho nên cái người mà bệnh kia, nếu mà phúc còn, mệnh còn thì họ lại có khi lại khỏi, gặp thầy gặp thuốc, thậm chí là dần dần khỏe mạnh, khỏi trở lại. Cái trường hợp này cũng có khá nhiều trường hợp rồi, ốm sắp chết rồi, thế là người nhà kêu Phật tử, kêu đạo tràng đến tụng kinh Địa Tạng như một tuần, xem là mệnh hết thì ông ấy đi cho nhẹ nhàng. Nhưng cuối cùng thì tụng xong hết một tuần của ông lại khỏe lại. Trường hợp này ở bên Việt Trì cũng có này, Việt Trì có trường hợp này.
báo cáo với thầy mấy năm trước ấy, ốm 3 năm trời, bị tai biến 3 năm trời không đi không đứng, lại được cứ nằm một chỗ mà ăn rất là nhiều, ăn nhiều lắm. Mà cái trò bị tai biến, bệnh tai biến mà ăn nhiều thì thường là sẽ gì? Đi vệ sinh nhiều, nó hôi, nó thối, con cái, người thân trông nom phát ớn lên rồi, nhưng mà không làm thế nào được, làm bố mình mà, cho nên không làm thế nào được. Cho nên các cháu sang chùa nghe thầy giảng kinh Địa Tạng về mới lập đàn Địa Tạng, mới là mấy anh em trong nhà cùng nhất tâm để tụng một tuần, để cầu nguyện, cũng cầu Phật gia trì ra mệnh của bố con mà còn nữa thì gặp thầy gặp thuốc được bình an, mạnh khỏe trở lại, không cần về khỏe lại 100%, nó chỉ cần ông thì ông khỏe, ông sinh hoạt lại được, tự sinh hoạt lại được là được rồi. Còn nếu mà mệnh mà hết đó thì nguyện cho gì? Ông nhà con ra đi nhẹ nhàng về với Phật. Cái nhất tâm cầu như thế. Cái tụng kinh hết, mấy anh em cùng, mấy anh chị em cùng nhất tâm để lập đàn để tụng xong hết 7 ngày. Thế tự nhiên là có người đến thăm, bảo là có biết một cái ông thầy lang, ông chữa cái, ông có cái thuốc chữa cái bệnh tai biến này giỏi lắm. Thế là người ta mách cho đến lấy về uống gì? Uống chưa hết 10 thang đấy là ông đứng dậy, ông ấy, tập tễnh ông ấy, đi lại được. Đấy. Có nghĩa là khi nghiệp mà nó tiêu thì tự nhiên sẽ có người đến mách, là có gặp có cái thầy thuốc đó đến lấy tự nhiên là khỏi. Còn trước đây thì không biết bao nhiêu thuốc rồi không khỏi. Cho nên nữa, trong cuộc sống, xin thưa các quý vị, sở dĩ bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng từ khi thầy hội tập lại phải thầy giảng và thầy truyền bá cho đến nay có hàng triệu bản kinh được phát hành mà vẫn hết, là vì mọi người đại đa số đều cảm được cái sự lợi ích thiết thực ngay trong cuộc sống này là như thế. Có nhiều người là lúc đầu là bất tín tam bảo, báng phá nhân quả, nhưng mà sau khi tụng kinh Địa Tạng một thời gian, gặp được kinh Địa Tạng một thời gian, hoặc nghe giảng kinh Địa Tạng một thời gian, tự nhiên tin theo. Đấy, giống như trường hợp ở dưới Xuân Mai, dưới chùa Quán Lâm, có cái cô suốt ngày ra chùa tụng kinh, ông chồng là bộ đội ở trong cái lữ đoàn thiếp giáp, lái xe tăng ấy. Chồng ngày xưa vợ đi chùa là ghét lắm, chửi vì ông là bộ đội, sĩ quan mà, sĩ quan thiếp giáp, binh chủng xe tăng. Vợ đi chùa là phải trốn rồi. Tự nhiên hôm về không hiểu làm sao đó thì cái đài Phật tử thỉnh ở trên chùa này có giảng kinh Địa Tạng. Mới giấu thế nào, ông chồng hôm đấy ông đi về sớm trước, thì ông mới thấy cái đài, ông mới nghĩ là làm sao mà cái bà vợ mình nó mê mờ thế. Nó là giáo viên mà nó mê mờ thế, suốt ngày chùa chiền theo mấy cái ông sư đầu chọc. Nó bảo thế, thì mở cái đài xem, đài cái ông sư ông nói về cái gì. Thế thì nhân duyên thế nào, ông mở ra trúng cái bài giảng mình đang nói, mình nói về gì? Có cái bài giảng mà thầy nói về cái Pháp hội Điện Biên ấy. Pháp hội Điện Biên mà có đi làm lễ cho các anh hùng liệt sĩ ở trên Điện Biên, trên đồi độc lập, nghĩa trang đồi độc lập Điện Biên ấy. Mà sau đó thì khi mà làm lễ xong ngày thứ ba thì có vô số những cái hào quang á, xanh đỏ tím vàng nó gì bay là khắp ở nghĩa trang Điện Biên, mà kể cả thì công an rồi bộ đội rồi người dân á, quay phim chụp ảnh nhìn mắt thường cũng được và nhìn bằng điện thoại cũng được ấy. Mà sau khi lễ xong là cái bác Trương mà trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy tự nhiên nhận được cái điện thoại của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, ngày đó cụ mới lên Tổng Bí Thư. Thế thầy đang ngồi ngay cạnh đó. Thế là bác Trương mới bảo là: "Ôi thầy ơi, thủ trưởng điện." Thế là qua nói chuyện một chút. Thế xong rồi cái bác Trương cứ dạ vâng vâng. Xong được tí thì xong bác mới nói là Tổng Bí Thư gọi điện chúc mừng, bảo là anh Võ Điện Biên, con của bác gì Võ Nguyên Giáp, lên dự về xong đến báo cáo cụ có cái chuyện như thế.
À, sao nên cụ tổng cụ mới bảo rằng ở trong Phật pháp nó có nhiều cái gì, nhiều cái nhiệm màu lắm, chúng ta không thể giải thích hết bằng lời nói được đâu. À, cụ tổng cụ ngày đó cụ nói với bác Trương trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Điện Biên đó, cái năm đó như thế. Thế xong thì đấy, xong rồi cụ bảo gửi lời cảm ơn các thầy, các Phật tử đã làm lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ ở tại các nghĩa trang ở Điện Biên Phủ. Đấy, chúng ta thấy ông ấy lỡ vớ lẩn vẩn thế nào, ông ấy mở gì, ông ấy mở ra để nghe xem cái ông sư ông giảng cái gì mà vợ ông ấy làm giáo viên mà lại đi tin một cách gì, một cách gọi là theo một cách như là bị bỏ bùa như thế. Thế là ông nghe xong, đấy là ông nghe, ông cứ thế cuốn hút ông nghe, cuối cùng ông nghe đúng cái đoạn mà mình giảng về tri ân báo ân các anh hùng liệt sĩ, mà ông thì lại là bộ gì, là sĩ quan, là bộ đội, là lính gì, là sĩ quan của tăng thiếp giáp ở dưới Xuân Mai. Thế là ông nghe, ông nó cứ quấn vào đấy. Thế là ông cứ thế ông nghe xong rồi, lúc đấy về ông vẫn chưa nói với vợ là ông nghe đâu. Xong rồi ông nghe thêm mấy ngày nữa, xong ông về ông mới khoe với vợ là gì, tớ đã nghe các bài pháp của gì của cậu ở trong đài rồi đấy. Vợ sợ quá xanh hết cả mắt lại. Thế thấy vợ sợ, ông ấy bảo thôi tớ xin lỗi cậu. Vợ chồng nói với nhau, tớ xin lỗi cậu vì trước đây tớ cứ nghĩ là gì, cậu đi sai đường, cậu đi theo con đường tà đạo mê tín dị đoan, cho nên tớ mới cấm. Nhưng thôi bây giờ thì tớ nghe mấy buổi nay tớ biết rồi, các thầy đi tu, các thầy vì đạo pháp, vì dân tộc, vì cái việc chung, cho nên thôi từ nay hôm nào cậu đi thì có pháp hội cái gì gần gần thì báo để tớ được nghỉ, tớ đi cùng cậu. Đấy. Được lời như cởi tấm lòng. Thế là đến cái pháp hội năm đó là nhớ là vừa chỉ có cái pháp hội xong rồi còn làm lễ ở ngoài gì, ngoài cái chùa chưa có mái đâu, còn cái cột ấy, cái cột căng cái gì, cái bạt lên ấy. Thế là ông chồng ông đưa vợ lên, ông cảm động quá, thế là ông tham dự pháp hội xong thì xong ngày thứ ba bố thì bố cũng đi quy y luôn với vợ luôn. Là Phật tử luôn. Bây giờ thỉnh thoảng vẫn đến chùa, không biết đã nghỉ hưu chưa. Đấy, cho nên ở trong Phật pháp các quý vị, nếu chúng ta chưa học, chưa hiểu, chưa tin thì chúng ta cho là mê tín dị đoan, cho là nó xa vời cuộc sống. Nhưng chúng ta học, hiểu, tin thì thấy là Phật pháp đem lại lợi ích cho gì, cho nhân gian chúng ta ngay tại cuộc sống này. Đấy là nói về kiến lập đàn tràng để hồi hướng, cầu đảo bệnh, cầu những cái việc bình thường mà ở thế gian chúng ta gì mong cầu, như là bình an, như là sức khỏe, vân vân. Còn kể cả gì, bây giờ thì sang một cái ý khác, mục khác, đó là tụng kinh Địa Tạng để cầu gì tình duyên. Lúc này đầu tiên là cầu cho người gì, người chết đúng không, nhà có người chết tụng kinh Địa Tạng lợi lạc như thế nào, rồi người sống, người bệnh tật lập đàn cầu cho Bồ Tát Địa Tạng gia trì làm sao, rồi bây giờ là sang là gì, tụng kinh Địa Tạng để cầu tình duyên cho con trai con gái. Nói cũng có khi có người họ lại cười để bảo chùa đi tu, nhà sư đi tu rồi lại còn tính đếm được cái chuyện thế tục làm gì. Thực sự các thầy có muốn tính đâu, nhưng mà khổ ở thế gian đó, chúng ta mà coi thầy chùa như là bùa làng rồi, cho nên cái gì cũng muốn là Phật Bồ Tát phải giúp đỡ, phải gia trì cho, cái gì thầy chùa cũng phải đáp ứng cho. Cho nên các thầy cũng phải gì, phương tiện, Phật pháp cũng phải phương tiện để tùy theo chúng sinh tâm, tùy theo mong muốn của Phật tử để mà
để mà khai quyền hiển thực, mượn cái giả để hiển cái chân mà thôi. Cho nên nhiều cụ Phật tử, nhiều bậc làm cha làm mẹ, có con trai lớn mãi nó chẳng lấy vợ cho, bảo nó yêu thì nó yêu hết người này người nọ, bảo nó cưới nó không, không thích. Hoặc thế bảo nó yêu nó, bảo có ai yêu con đâu mà con yêu. Con gái cũng thế, mãi nó chả lấy chồng cho, bảo mày đã 30, 35, thậm chí 40 rồi mày còn vẫn ở như thế à, mày muốn làm bà cô à. Nó bảo mẹ tưởng con muốn làm bà cô à, thế tại sao mày không lấy chồng đi, có đứa nào nó ngỏ lời với con đâu mà con lấy. Mẹ bảo tự nhiên con ra đường con ghi vào cái gì, làm cái biển con ghi nó đeo trước ngực là đang ế chồng à, hả? Hay là chưa có người yêu à? Mẹ muốn con gái mẹ làm như thế mà cứ bảo dục con đi lấy chồng, vân vân. Rồi hai bên cứ to tiếng với nhau thì thành cơm không lành, canh không ngọt vì cái chuyện con trai chưa lấy được vợ, con gái chưa lấy được chồng, khổ lắm. Nhiều gia đình là bất hòa về cái chuyện đó đấy, cãi nhau về cái chuyện đó. Thì thôi, Phật Bồ Tát thấy chúng sinh đau khổ, thấy chúng sinh bất hòa vì cái chuyện gì, vì cái bệnh gì đó, thì cũng như bác sĩ thì tùy bệnh mà bốc gì, bốc thuốc mà thôi. Cho nên gia đình Phật tử chúng ta mà bất hòa vì cái chuyện đó thì thôi đó. Các con cứ nhất tâm tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho các oan gia trái chủ, cho cái tình xưa nghĩa cũ, âm dương cách biệt, nhưng vì luyến tiếc nhau cho nên chưa bỏ được nhau, cho nên trai muốn lấy vợ nhưng mà bị ngăn cản không lấy được vợ, gái lớn muốn gả chồng nhưng mà không lấy được chồng vì bị ngăn cản về con đường, mình gọi là duyên âm đó, hả? Cái này có các quý vị, thầy chứng kiến nhiều trường hợp mà giải quyết cho cũng khá nhiều trường hợp rồi, cho nên cái từ duyên âm ở ngoài xã hội họ nói có đấy, có 100% chứ không phải là không đâu, không phải là cái từ lừa gạt hay là nói cho vui miệng đâu các quý vị, thực sự là có. Cũng giống như quái trần chúng ta vậy, quái trần chúng ta có tình yêu nam nữ, thì quái âm cũng có tình yêu gì nam nữ, thậm chí quái âm yêu quái dương, coi cái người quái dương là bạn đời của họ nhiều đời nhiều kiếp rồi, là người yêu thương của họ không thể bỏ được rồi. Cái trường hợp này thầy cũng gặp khá nhiều rồi đấy. Nay điều quan trọng làm sao, nếu mà ở vào cái trường hợp đó, vì cái trường hợp duyên âm đó mà con trai không lấy được vợ, con gái không gả được chồng ấy, thì chúng ta gì, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc bố thí cung giàng, làm các việc phúc để hồi hướng cầu nguyện Tam Bảo, cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng, ngài làm trung gian, ngài làm sư phụ, ngài làm thầy, để giải thích cho các vong kia, những cái các vong linh mà họ theo, họ đang coi con trai con gái mình là người yêu, làm vợ làm chồng của họ kia, cho nên họ không bỏ, họ theo kia gọi là duyên âm kia. Cho nên mình hồi hướng cho họ, cầu nguyện chư Phật Bồ Tát khai thị cho họ, nói với họ là gì, âm dương cách biệt, có duyên nhưng mà không có gì, có phần được ở với nhau. Vì sao? Vì âm dương cách biệt. Cho nên nay nếu thực sự yêu nhau thì đều phải tu tâm dưỡng tính. Kiếp này không có phận, có duyên nhưng không phận, thì cùng tu đi để kiếp sau hoặc kiếp sau nữa có phận thì gặp nhau và cùng sống cùng trang lứa, cùng tuổi tác với nhau, hoặc cách nhau một thời gian ngắn ngắn thôi, thì mới có thể làm vợ làm chồng nhau được. Cái này nó cũng xuất phát từ gì? Từ cái lời thề non hẹn biển của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp về trước đấy các quý vị. Cho nên thầy thường nói là yêu nhau thì gì? Đừng có bao giờ hẹn thề là gì? Đời đời kiếp kiếp làm vợ làm chồng của nhau. Nếu như thế thì dễ kiếp sau, người mất trước người mất sau,
Người được tái sinh làm người rồi, còn người thì vẫn ở dưới cõi âm, cho nên đi tìm nhau, gặp nhau, cho nên đấy, đấy gọi là duyên âm đấy các quý vị. Duyên cho chính chúng ta kết. Nhưng nay chúng ta được thân người, chúng ta thì lại sợ quái âm, cho nên nó sợ. Cái này thầy gặp nhiều rồi, thầy kể nhiều lần rồi đấy các quý vị đấy, nhiều lần mà thầy phải giải quyết cái vấn đề này rồi đó. Mà có trường hợp giải quyết được, nhưng có trường hợp gì họ nhất định không buông, không giải quyết được. Cho nên thôi, nay chúng ta cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng khai thị cho, độ cho họ được đi siêu thoát. Có duyên thì có phận thì những kiếp sau có thể gặp nhau làm vợ làm chồng, còn kiếp này thì âm dương cách biệt chẳng thể. Bồ Tát Địa Tạng Ngài gia trì cho thì người kia họ đi thoát hóa đầu thai một cái thì con trai con gái chúng ta thì hết nợ rồi, hết oan gia trái chủ, hết cái duyên âm kia rồi, thì đương nhiên là gì? Nó đi lấy vợ lấy chồng được. Cho nên chính vì vậy mà nhiều trường hợp khi phát nguyện tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho một thời gian, một tháng, hai tháng, ba tháng, sáu tháng, một cái tự nhiên là nó đi, nó có người yêu và nó đi lấy vợ lấy chồng được. Đấy, trường hợp mà ở bên gì Mê Linh hay gì, chỗ bà Mạnh làm trước, mấy năm trước đưa một cái cô đấy sang đấy hả? Đấy, mãi chả được, nhưng lên thầy bảo thôi cứ về tụng kinh đi, thì tụng kinh hồi hướng thì hồi hướng, thế là thầy bảo, còn thậm chí còn bảo đúng gì, đúng cái tháng đấy là nó cưới, nó lấy chồng nữa cơ, có đúng không? Đấy, nói cứ như thánh ấy. Nói phép mà cứ như thánh ấy. Không, cái trường hợp đấy tự nhiên thế nào mà mình lại đi nói bừa đi, là để về cứ tụng kinh cho đến cuối năm, đến tháng đấy là nó lấy chồng thôi. Mà quả thật tự nhiên đến cuối năm đến tháng đấy nó lấy chồng thật. Tin sái cổ nó còn gì nữa, gì nữa. Đấy. Thế tự nhiên là cả nhà người ta tin Phật, tin vào Tam Bảo và tin vào việc thọ trì đọc tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng, là bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng là được lợi ích như thế, vân vân. Cho nên đấy là tụng kinh để hồi hướng, để cầu tình duyên cho con trai con gái chúng ta. Đấy là phương tiện của chư Phật Bồ Tát, đây là cố xe đại thừa Phật pháp chuyển bánh đi qua cõi trần thế của chúng ta. Gặp chúng sinh nào khổ mỏi mệt muốn đi nhờ chư Phật Bồ Tát đều có thể cho lên xe để đi nhờ qua cái đoạn đường khúc khuỷu, gian nan, khó khăn, vất vả, gập ghềnh ấy. Hiểu chưa? Đấy là phương tiện thôi. Đấy là gì? Là quyền pháp thôi, chứ không phải là thật pháp của chư Phật Bồ Tát. Thật pháp của chư Phật Bồ Tát là phải tu, làm sao được gì? Minh tâm kiến tính. Tu làm sao được cho gì? Cho được tỏ ngộ chân tâm, cho hết tham sân si, cho đến thành gì? Thành Bồ Tát, thành Phật thì mới thôi. Lúc đó thì không coi việc tu là chính nữa, mà coi việc hoằng hóa độ sinh là chính đó các quý vị. Đó, đấy mới là gì? Phật pháp chân chính. Đấy mới là gì? Khai quyền hiển thật ở trong nhà Phật chúng ta. Tuy nhiên chúng sinh thời mạt này muốn gì? Họ muốn cái gì? Muốn thấy lợi ích trước mắt. Cho nên chư Phật Bồ Tát cũng phải gì? Khai quyền, khai phương tiện thiện xảo để độ cho họ. Vì vậy mà thầy mới lấy một cái ví dụ là một chiếc xe gì lớn đi qua trên đường, gặp bất cứ ai đó muốn đi qua cái đoạn đường xa, mà đường xa gập ghềnh khó đi đó, thì chẳng ngại gì mà chư Phật Bồ Tát đều cho chúng sinh lên đó đi nhờ qua cái đoạn đường đó vậy. Đấy gọi là quyền khai phương tiện pháp môn. Chứ đừng các sư nếu ai chấp vào cái điều đó là thật đó, là thật pháp đó, thì là hỏng rồi. Cho nên thầy không bao giờ chấp cái là thật, thầy cho cái đó là gì? Là phương tiện, là quyền pháp chư Phật Bồ Tát biến hóa ra và làm phương tiện để dẫn dắt chúng ta vào đạo mà thôi. Đấy là nói về tụng kinh để hồi hướng cầu tình cầu duyên cho con trai con gái của
các Phật tử lớn tuổi, nam chưa lấy được vợ, gái chưa lấy được chồng. Và pháp hội Quan Âm này chính là pháp hội dành cho những cái việc gì? Việc đó. Cho nên các anh, các chị lớn tuổi rồi mà chưa có mảnh tình phát vai, hoặc có rồi nhưng mà mãi nó chẳng gì, nó chẳng hợp duyên cho, chẳng hợp số, chẳng hợp phận cho, thì qua pháp hội này cứ cầu chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Ngài xe duyên cho. Chuẩn bị tháng 10, tháng 11 tới nơi rồi, 1-2 tháng nữa cưới cũng được à, cho bố mẹ vui. Và ở chùa Đạo Tràng chúng ta là có cả một cái gì, một cái tổ tư vấn cho vấn đề này. Đây chú Đạt này, chú Đạt cô Hương này, ở chỗ Đạo Tràng Liên Hoa Đông Hà Nội đó, ông Tơ bà Nguyệt kết nối cũng được khá nhiều mối rồi đấy. Đấy, bên nào có con trai lớn lớn, ngon ngoan, đẹp trai, rồi giỏi, chịu khó mà mãi nó chưa có người yêu, hoặc con gái xinh xắn, trắng trẻo, nết na thủy mị và có công ăn việc làm, hoặc là vân vân ABC gì đó, cứ gặp cho chú Đạt kết nối cho các bên thì gặp nhau xong rồi nó có duyên thì tự nó sẽ hợp với nhau. Cũng khá nhiều trường hợp có duyên với nhau và hợp nhau rồi đấy. Qua đó các vị sẽ gì, sẽ kết nối với nhau, đặc biệt là cùng là người đi chùa, cùng là Phật tử nữa, hai bên thông gia mà đều là Phật tử thì càng dễ hiểu nhau gì, dễ hiểu nhau hơn là càng tốt chứ sao. Đó, thì đấy, mà cũng có thể là gì, tự cái tình duyên chúng nó, nhân duyên cho nó đến, tự cho nó gặp nhau. Đó, cái thứ nữa là gì, tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cầu, cầu sinh con. Nhiều đôi vợ chồng cưới nhau nhiều năm mà không sinh được con, đi khắp các bệnh viện làm khắp các kiểu rồi, tất cả các kiểu, kể cả đi gặp các bác sĩ ra cả nước ngoài để làm sinh con nhân tạo rồi mà không được, thì về phát nguyện, hai vợ chồng phát nguyện. Đây là cái việc này là cả hai vợ chồng nhé, hai vợ chồng phải cùng nhau phát nguyện ăn chay trường ít nhất là 21 ngày tụng kinh ấy. Và trong 21 ngày tụng kinh đấy thì cả hai vợ chồng cùng nhau phát nguyện là tụng kinh, đọc kinh với nhau. Một ngày hết một bộ kinh Địa Tạng, tức là quyển thượng, quyển trung, quyển hạ đó. Nếu mà bận đi làm không tụng chia thành 3 thời thì tụng 2 thời, thời sáng thời tối cũng được. Sáng thì tụng một quyển thượng xong rồi đi làm, tối về thì tụng quyển trung và quyển hạ. Đấy là nếu vợ chồng còn đang đi làm công chức nhà nước hay là làm doanh nghiệp thì đúng giờ phải đi làm, thì không tụng buổi trưa và buổi tối được, thì tụng phải 2 thời, nhưng mà phải hết một bộ kinh. Trong 21 ngày thì 21 bộ. 21 ngày tụng kinh đó thì có thể nếu mà lập được cái đàn như lúc nãy thầy nói á, thì là tốt nhất. Không thì thanh bông hoa quả thành tâm lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình là được. Có ban thờ Phật thì làm ban thờ Phật, không có ban thờ Phật thì tại ban thờ thần linh gia tiên. Thanh bông hoa quả có thể thành tâm, múc 7 chén nước để lên trên ban thờ. Hoa quả thành tâm héo thì thay, còn nước thì 7 chén nước đó ngày nào cũng phải thay một lần vào buổi sáng sớm. Thì cái chén ở giữa đó thì mình phải để vẩy từ ban thờ cho phòng thờ cho đến tất cả nhà cửa, phòng ngủ. 6 chén còn lại thì hai vợ chồng cùng uống. Theo như kinh nghiệm các Phật tử họ lập đàn là tụng kinh cầu con ấy, họ được rồi họ nói gì? Nếu mà cầu con trai thì nhường cho vợ uống gì? Uống nhiều hơn. Tức là có 7 chén thì một chén để vẩy nhà cửa rồi còn 6 chén. Nếu mà cầu con trai thì để cho vợ uống gì? Uống 5 chén. Còn chồng uống một chén thôi. Thế tức là cho vợ uống lẻ, con trai thì tiếng thì 3 hoặc 7. 3 hoặc 5 thì cho vợ uống 5, còn chồng uống thì uống 1. Đây là những người họ kể lại, họ đi cầu mà họ kinh nghiệm họ được thì thường như thế. Hoặc nếu cầu con gái thì cho vợ uống gì? Cho vợ uống 4, còn chồng uống gì? Uống 2. Hoặc là chồng uống 4, vợ xin lỗi, cầu con gái thì vợ chồng uống 4 còn vợ uống gì? Uống 2. Đấy là những một số kinh nghiệm của những đôi vợ chồng họ cầu được thì họ nói lại. Này nói lại như vậy. Còn tất nhiên chúng ta cầu thì là cái việc cầu.
Còn được con trai con gái thì là cái phúc phần của dòng họ, của gia tộc và của chính ấy, đôi vợ chồng gia đình nhà đó. Con nào thì con, thầy nghĩ con nào cũng tốt rồi. Đó. Sau khi mà phát nguyện tụng kinh Địa Tạng hết 21 ngày, mà nhớ trong khi tụng kinh là vợ chồng phải ngủ riêng gì? Riêng phòng, không được ngủ chung phòng, chung giường, không được ngủ chung chăn, chung gối, không được quan hệ tình cảm vợ chồng. Có nghĩa phải gì? Tách biệt tuyệt đối để giữ thân tâm cho trang nghiêm, thanh tịnh, một lòng lễ Phật, lễ kính tổ tiên, thần linh, thổ địa nhà mình, và chí thành, chí kính để cầu nguyện. Cầu con trai thì nói là cầu con trai, cầu con gái thì cầu nói là cầu con gái, tùy. Mình cứ nhất tâm để cầu nguyện, còn được con gì thì thầy nghĩ là cũng tùy vào phúc phần. Sau hết 21 ngày tụng kinh thì cả hai vợ chồng và gia đình đi lên chùa Tản Viên để lễ Phật, để xin nước giếng Quan Âm để về để uống thuốc, hoặc là uống không cũng được. Đấy, tụng kinh 21 ngày rồi thì lên đó. Vì chùa Tản Viên ấy, ở trên núi Tản Viên, núi Tổ ấy, chùa Tản Viên thì có một cái giếng thì đặt là giếng Quan Âm. Cái giếng đó có một cái gì? Có một cái đặc biệt. Đó là khi thầy lên nhận cái chùa Tản Viên năm 2009, lúc đó nước không có để dùng, ra dùng nước suối. Tắm nước suối thì cả thợ với mấy chú tiểu của thầy, lúc đó mới có hai chú thay nhau lên thôi. Với lại mấy thợ, tất cả thợ lên tắm là ngứa lũ hết rồi ra. Được 1-2 tuần thì chúng nó đi đòi xuống núi, nó không ở nữa, nó tắm ngứa. Thế thầy mới lên tụng kinh. Tụng kinh làm cái lán, đã có chỗ nào đâu, làm cái lán thôi, lợp mấy tấm bờ lô đi. Xong rồi thầy tụng kinh và cầu tụng kinh Phổ Môn và cầu Phật Bồ Tát gia trì cho. Tụng kinh Pháp Hoa đến phẩm Phổ Môn, cầu Phật Bồ Tát gia trì, và đặc biệt xin với tam vị Đức Thánh Tản Viên Dực Bảo Trung Hưng Thượng Thượng Đẳng Thần và chư vị Sơn Thần Thổ Địa ở nơi đó, để nếu mà con có duyên với núi Tổ, có duyên với mảnh đất này, có duyên để xây chùa, để hoằng pháp tại đây đây, thì nguyện gì sẽ xin được một cái dòng nước trong xanh mát mẻ để dùng, để không bị ngứa nữa, thợ không bị ngứa nữa. Nó ngứa nó bỏ nó về hết, không có ai xây chùa cho đâu. Thế tối hôm đó ngủ gần sáng, tự nhiên mơ màng thấy một ông cụ râu tóc bạc phơ dắt theo vì hai vị đồng nam đồng nữ đi theo, và đến chỗ đầu giường và bảo rằng dẫn thầy ra đó để chỉ vào cái chỗ đó, bảo đào xuống được khoảng 4 mét thì tới cái hòn đá to, lật cái hòn đá to được đi thì sẽ có nước. Thế dậy sáng ra mình ngủ mơ mơ màng màng, dậy sáng ra thấy đúng thật như cái giấc mơ lúc mình ngủ tối thật. Thế là gọi cái chú máy xúc, chủ máy xúc lên, bảo thôi đi lên làm đường lên cho thầy để đào cái giếng đó, không có nước thì tắm suối sợ nó ngứa thì nó bỏ chạy hết. Cái chú chủ máy xúc chú bảo: ôi giời, thầy lại đi trêu con, ai lại đi đào giếng ở trên lưng chừng núi bao giờ, làm gì có nước ở trên lưng chừng núi này. Mà cái chỗ này là nó lại ban dưới nó lại sâu, cái dưới thác nó sâu hơn, ban trên nó lại cao thế này, thì đào chỗ này làm sao có giếng, có nước chỗ này, đào cái chỗ chung chúng nó còn có thể có nước, chỗ này nó cao mà bên dưới nó thấp thế, có nước nó chảy xuống, nó chảy tuột hết xuống dưới, làm gì mà đọng nước đây. Thầy bảo thôi cứ đào. Thế nể thầy cho nên chú làm đường 2-3 ngày mới lên tới, làm tạm cái đường để máy nó lên đó. Thế là lên đào, đào mấy ngày thì đến cái hòn đá đó, họ không cho bắn mìn, thì quả thật đến cái hòn đá đó, đào khoảng ngày hơn ngày thì đến cái hòn đá đó thì không đào được nữa. Thế là nghiên cứu cách là gì, phải đào sâu, phá to rộng ở bên dưới để được kéo cái hòn đá đó xuống. Khi vừa kéo được cái hòn đá đó xuống thì đúng có cái mạch nước gần bằng cổ tay, nó phọt lên thật, phọt lên. Và một cái điều kỳ diệu đó là gì? Từ khi đào được cái giếng đó thì tất cả các chú thợ đã tắm suối, không có ai bị ngứa nữa. Một cái hay nhất đó là tất cả thợ đã tắm suối từ ngày hôm sau, từ khi đào giếng xong,
thở ra tắm vô tư không ai bị ngứa. Thế mới hay chứ. Nó có một cái nó khó lý giải ở chỗ đó. Không ai bị ngứa nữa. Cho đến hôm nay bất cứ ai lên tắm ở ngoài suối Tản Viên không bị ngứa nữa. Mà trước đó thì tất cả thợ ai cũng ngứa. Và từ đó cho nên thật thầy mới đặt cái giếng đó là gì? Giếng đó là Long Tỉnh Tuyền. Long Tỉnh Tuyền. Và coi gì? Coi cái giếng đó là do thần Long gì? Long Vương dâng hiến cái chỉ và dâng cái mạch nước cái giếng đó để cho gì? Cho thầy làm Phật sự ở tại núi Thánh Tản Viên. Cho nên đặt cái giếng là Long Tỉnh Tuyền. Và đặc biệt cái giếng đó, cái nước đó thì uống rất là ngọt. Và rất nhiều người bệnh nhân uống cái nước giếng đấy mà khỏi gì? Khỏi bệnh. Nó có một cái đặc biệt. Và rất nhiều Phật tử thì không có con, cưới nhau không có con thì bảo tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, sau đó lên đó để xin gì? Xin nước. Xong 21 ngày đấy, vợ chồng thì đi xe lên đó, bắt xe lên đó, đi xe, thuê xe lên đó để xin gì, mang mấy cái can 5 lít hay 10 lít gì đó tùy. Phải múc, lên đó phải múc cái giếng dưới giếng nhá. Chứ lấy cái nước mà lọc sẵn rồi, múc lên để lọc sẵn rồi thì không nên. Lên đó phải múc. Nói với các sư trên đó là gì? Là xin nước là nói đầu tiên lên là lễ Phật, lên thật sớm. Lên lễ Phật, lễ tổ xong bắt đầu ra giếng, xin nước. Múc nước dưới kia lên cho vào can, xong rồi xách can nước đó lên trên điện Quan Âm ấy. Lên trên điện Quan Âm ấy thì để cái can nước lên trên cái phía cái pho tượng trong hậu cung ở phía bên tay phải mình hướng vào. Có Đức Quan Âm Bồ Tát bế đứa trẻ con ấy. Cả cái chùa trên đó có một cái pho tượng kia thôi. Pho tượng cứ nhìn thấy cái ban nào có Bồ Tát bế đứa trẻ con đó, tức là tượng Quan Âm Tống Tử đó. Tức là Quan Âm bế đứa trẻ con đó. Đặt can nước lên đó mà ra mà xong rồi lễ. Lễ là 21 lễ hoặc là 108 lễ. Khỏe thì lễ đứng, mà mệt thì lễ gì? Lễ quỳ. Lễ xong thì cầu con trai, cầu con gái thì đối trước gì? Đối trước tôn tượng của Đức Quan Âm Tống Tử đó mà khấn nguyện. Xong rồi đem cái nước đó về mà uống. Với thuốc hay là uống không cũng được. Nhiều trường hợp, đại đa số là đều được. Sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Đấy. Cho nên Phật Pháp nhiệm màu không phải chỉ ở đời sau mới gì mới có các quý vị, mà ngay tại cuộc đời này cũng gì cũng giải quyết được những cái vấn đề mâu mắc trong cuộc sống rồi. Cho nên đấy là vấn đề gì? Hướng dẫn về vấn đề tụng kinh Địa Tạng để cầu sinh nam tử nữ nhân, tức là cầu sinh sinh con đó. Đấy, đây là nói về tụng kinh để cầu sinh con cái. Tiếp đến là nói về gì? Về vấn đề đất cát nhà cửa, phong thủy một chút. Nhiều gia đình sau khi xây nhà xây cửa hoặc là chuyển nhà chuyển cửa thì tự nhiên là trước đây thì được bình an, làm ăn gặp nhiều may mắn. Nhưng từ khi chuyển nhà chuyển cửa hoặc là xây nhà xây cửa mới, tự nhiên là cứ lục đà lục đục, ốm đau bệnh tật, gia đình trên dưới thì chẳng hòa vân vân. Con cái thì hư hỏng, đủ thứ bà rằng nó xảy ra, làm cứ lộn tùng phèo cả lên. Thế cái trường hợp này cũng nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, rồi lấy nước gì? Lấy nước cúng ở trên đàn đó mà vẩy, vẩy khắp đất cát nhà cửa trong vòng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, thì dần dần cái phần tâm linh, cái phần đất cát phong thủy đó gì cũng sẽ được tốt lên. Nếu chúng ta kết hợp phong thủy, nếu nó cực xấu thì chúng ta cũng có kết hợp thêm, như thầy hướng dẫn một số các Phật tử đó là thỉnh cái miếng ngọc bội ấy, để treo ở trước cửa ra vào. Nó cũng giải quyết cái vấn đề về phong thủy rất là tốt. Ví dụ như con đường nó đâm thẳng vào nhà này, cái nóc nhà nhọn của nhà đối diện đâm vào nhà mình này, cột điện hay là gốc cây to, gốc cây cổ thụ ở trước cửa
ngã ba sông hoặc là ngã ba đường đâm thẳng vào nhà mình này, hoặc con đường cộc đâm vào nhà mình này, thì cái đó gọi là gì? Trong phong thủy học gọi là mũi tên độc. Nó cực kỳ độc, nó đâm vào nhà mình thì cực độc. Thế thường cái đó thì họ có hai cách. Một là dùng cái gương bát quái để làm lễ trì chú, cầu sự gia trì của Tam Bảo xong đó thì mình treo ở trước cửa ra vào phía ngoài. Cái đó được, nhưng mà cái gương bát quái, cái công năng, cái hiệu lực của nó cũng chỉ được một phần nào đó thôi. Còn nếu mà treo được cái miếng ngọc bội á, thì nó tốt gấp nhiều lần cái gương bát quái. Vì sao? Vì cái nguyên cái ngọc á, nó đã có khí tốt rồi. Lại được sư phụ đích thân là phương tiện để cầu nguyện Tam Bảo gia trì, và đích thân sư phụ là thiết kế cái miếng ngọc đó để làm phương tiện cho các Phật tử, những gia đình nào không may mà ở đất cát nhà cửa nó khó, nó gặp nhiều những cái chuyện không tốt, làm đủ các thứ rồi mà không được, thì nhiều trường hợp treo cái miếng ngọc bội trước cửa ra vào, treo trước cửa giữa ra vào, treo thủ rủ xuống ban dưới. Nhưng làm sao treo, làm sao mình cái cửa mình đóng lại cái miếng ngọc bội ở bên trong, để bên ngoài là họ biết là họ lấy mất đấy, vì cái miếng ngọc nó khá là đắt tiền, nó là ngọc mà, có phải là đá đâu. Cho nên họ biết là họ thì nó, người ta trộm mất, cái bọn nghiện mà nó biết thì nó trộm mất. Mà ngọc thì là ngọc thật nữa, cho nên nó mang ra hàng đá quý ra đâu nó chẳng bán được mấy, ít nhất cũng phải được cả nửa tháng hút chích của nó. Cho nên treo thì phải treo ở bên trong cái cửa khi đóng vào, nhưng mà nó phải rủ xuống bên dưới. Có thể treo ở tầng 1 cũng được, hoặc treo ở trên, nếu tầng 1 mình cho thuê rồi thì có thể mình treo ở trên tầng trên nhà mình ở cũng được, cũng tùy. Đó. Thì cái đấy là gì, về phong thủy thì có thể dùng cái phương pháp đó cũng được. Hoặc cái ốm đau bệnh tật, nhiều người hay ốm đau bệnh tật do cơ địa của mình ấy, nó yếu, nó hay trúng gió suốt ngày, trúng gió đau đầu hay là huyết áp á, bất ổn vân vân, thì một số trường hợp là gì, họ đeo cái miếng ngọc bội nho nhỏ như là lá bồ đề hay là cái miếng chú vân vân, họ đeo thì cũng nhiều người thì cải thiện sức khỏe rất là tốt. Có người thì đeo cái vòng, người thì đeo cái nhẫn, người thì đeo cái lá bồ đề, người đeo cái chú vân vân, tùy, cái nào cũng được, vì đã có sự gia trì ở đó rồi. Mà đặc biệt là những cái miếng ngọc nó được tách ra từ những pho tượng Phật ngọc mà sư phụ và đại chúng chúng ta thỉnh về để làm, để thờ trong hệ thống các chùa của Đạo Tràng Tịnh Tông của Việt Nam chúng ta đó. Nguyên cái ngọc nó đã có cái khí và cái linh khí rất là tốt rồi, mà được sự gia trì nữa thì nó là gì? Đương nhiên nó rất là tốt. Có những trường hợp là ở dưới Cẩm Phả, Quảng Ninh ấy, thầy nói một vài lần ấy, bị bệnh tim hơn 30 năm. Khi mà đeo một cái tự nhiên là gì? Không phải uống thuốc nữa, khỏe mạnh ấy, bình thường, thế mới hay. Có những trường hợp là mất ngủ quanh năm ngày tháng, về đeo lên để ngủ, hoặc là dùng cái miếng ngọc để vào trong gối ngủ, thế là bị bệnh đau đầu quanh năm ngày tháng, để vào đó thế là một thời gian sau, mấy bữa mấy tuần sau thế cứ đỡ dần, thế là khỏi hẳn cả bệnh đau đầu kinh niên luôn. À, vì cái khí tốt thì của ngọc. Những cái trường hợp đó là trong người là có gì? Âm khí rất là nhiều. Thì cái ngọc nó thuộc về gì? Về dương. Nó cân bằng được cái gì? Cái âm dương ở trong phòng của chúng ta, gần trong nhà cửa chúng ta, trong phòng ở chúng ta và nơi cơ thể của chúng ta, thì đương nhiên gì? Nó cân bằng thân thể thì bệnh tình nó sẽ gì? Thuyên giảm, nó khỏi thôi. Nó cũng không có gì lạ đấy, rất là khoa học thôi. Vừa tâm linh vừa khoa học.